Đình thấy mình vào được chưa? Nhìn thấy màn hình chưa? Đình ơi. Em thấy rồi thầy ạ. Cái màn hình rồi gì? Hình như mình bật bật camera hay sao đúng không? Thầy đang bật cam thầy ạ. À, thì cắt tắt đã. Tắt đấu nhỉ. Vâng, thầy cứ để cam được. Chả mấy khi bọn em được gặp thầy. Thầy cứ để. À thế à? Tại vì trên cái màn hình tự nhiên nó thấy cái màu màu da cam sáng đèn chắc là À, cái màu da cam đấy là vì là thầy đang share màn hình thì cái khung viền màn hình nó sẽ sáng lên. Ý là để chỉ là thầy đang share. Còn nếu mà thầy bật cam thì ở trên màn hình nó sẽ có một cái đèn màu trắng trắng nó sẽ sáng để nó báo là thầy đang bật cam. Mình thấy đâu tự nhiên lên thì nó có cái
Sau mình sẽ trao đổi với đỉnh sau mình trao đổi với đỉnh về cái câu hỏi nhá. Vâng ạ. Năm mà mình không soạn đâu nhưng mà trao đổi cái yêu cầu cụ thể. Đừng Vâng. có dài quá. Ví dụ có cái câu hỏi là khi thiết kế thì theo tiêu chuẩn nào, nó dài quá mình phải làm một tiêu chuẩn thôi, ví dụ như thế. Vâng. Ví dụ thiết kế truyền động điện cho động cơ không đồng bộ, cơ cảm ứng đấy, EM ấy, chạy viễn tần thì cần phải tuân theo tiêu chuẩn nào, động cơ thôi thì tiêu chuẩn về, tiêu Vâng chuẩn vâng. về cái cách điện đấy. Đấy, Vâng. thứ hai Chắc là để tí nữa thầy không có lộ hết đề. rồi kệ đấy, nó tại sao đến muốn cho thì kệ nó, về nó đọc nó làm được, nó hiểu được là nó là mình thắng lợi rồi, chỉ cần đánh đố làm gì vì là mở vở đấy. Vâng. Thứ hai là tiêu chuẩn về IP là gì, môi trường đúng không? Vâng. Thế thì trong môi trường nóng ẩm thì cần IP bao nhiêu chẳng hạn, hoặc là tiêu chuẩn thế nào là 54 6 mấy chẳng hạn. Ủa, cái đấy là khó đấy thầy, bởi vì là cái đấy là Ở trong cái trang web của mình nó cho sẵn rồi, đấy ạ. là Thế bụi là là không một nên tưởng là trong không có, là không 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 download được ở đâu cả. cái tài liệu mình bấm chúng nó ấy, là có rồi. Vâng. IP là gì, 5 là gì, 4 là gì, chống bụi và chống ẩm. Thế thì 5 là bụi là nó không lọt vào được. Rồi còn cái nước ấy thì là phòng nước thì nó có cái vỏ cao su đấy, cái tủ nó Vâng. có cao su hoặc là động cơ nó kín ấy. Thì là chỉ thế thôi. Thế là tại sao dùng IP, thì ở trong nó ý nghĩa từng cái IP một nó có hết. Đó. Vâng. Ở trong cái mình ra về cái tiêu chuẩn IP, tiêu chuẩn môi trường. Thế xong đó Vâng. là cái tiêu chuẩn về sóng điều hòa mình cho rồi. Đúng không? EMS đúng không? Có rồi. Vâng. Chỉ hỏi ba tiêu chuẩn đấy thôi. Cái tiêu chuẩn về biến tần ấy, tiêu chuẩn về cái nhiệt cách điện ấy. Cấp Vâng. H thì cấp mấy, cấp F, cấp H đấy. Thì dùng À, có đó. cái đấy thầy có dạy trên lớp rồi. Đó. Còn tiêu chuẩn về cái môi trường ấy thì ở trong cái tra cái tài liệu mình bảo cho nó chưa có thì mình sẽ gửi cho lớp lại cái đó. Chống bụi Vâng, thế thầy gửi sớm bởi vì là đến ngày không kia gửi là rồi, thi rồi. ngay từ đầu gửi cho chúng nó rồi. Thế Vâng. thì không thì mình sẽ gửi lại cho nó tra tí nữa, học xong lớp mình gửi lại. Đây còn tiêu chuẩn sóng điều hòa thì mình giảng phần kỹ nữa đúng không? Đấy. Còn đến nữa nhé. Tức là mình sẽ hỏi câu là cái tiêu chuẩn sử dụng tiêu chuẩn gì, tại sao, có câu hỏi tại sao mới giải thích, chứ còn nó trả lời câu hỏi nó là phải dùng tiêu chuẩn này theo cấp F là ngắn, thế là kết thúc. Lý do tại sao đều phải trả lời chứ đúng không? Vâng. Đấy, có hai ý, ý là vận dụng là tiêu chuẩn gì là một, và tại sao sử dụng tiêu chuẩn đó, tại vì cái đó là cái cần thiết nhất người kỹ sư thiết kế cái tiêu chuẩn. Còn tiêu chuẩn bản vẽ là thông thường thì mình theo tiêu chuẩn nào, theo IEC bao nhiêu ở trong nó có, bản vẽ chưa có hay là có rồi nhỉ? Có phần bản vẽ Đấy, cũng thế. ngay buổi đầu và Tiêu chuẩn bản vẽ là cái tại sao phải tiêu chuẩn bản vẽ, vẽ thì theo tiêu chuẩn nào, IEC thì nó gồm những cái gì thì nó liệt kê thôi. Bản vẽ thứ nhất là bản vẽ về điều khiển, bản vẽ về lực vân vân ấy. Thì tránh nó là nó phải làm nhiều, hiểu không? Thời hạn đọc vâng. bài không phải là 5 câu thì hoặc là 3 câu được. Và Còn thi 90 hai phút đấy ạ. câu hả? Và thi 90 phút đấy ạ. 90 phút à? 90 phút Vâng. thì mấy câu nhỉ? Mỗi câu 30 phút đúng không? Thế thì 3 câu. Vâng. 3 câu 90 phút. Mỗi câu 33 điểm. Thì 3 câu là 100 điểm. Vâng. Để nếu mà càng nhiều câu nó càng gỡ điểm nhỉ. Vâng. Thì ít câu thì hỏng một cái là mất 50%, ví dụ hai câu thì mất 50% điểm, thế nên được có 5 điểm. Nhưng ba câu ấy thì có khi hai câu được 6 7 điểm. Đến giờ rồi đấy ạ, chắc em mời thầy bắt đầu ạ. À. Lớp đến chưa nhỉ? Alo. Cứ ta, vâng, ta cứ bắt đầu thôi thầy, vì đến giờ rồi.
Hôm nay ta có cái buổi cuối cùng là ôn tập thì thi. Thì hôm trước tôi nói là cái thi cử ấy. Thì tôi cho đọc tài liệu mở vở để làm. Thì quan trọng nhất cái học là để tiếp thu được, vận dụng được đi làm. Nhưng mà cái thiết kế là một cái nhiệm vụ của kỹ sư. Thế do vậy là cũng mong là hôm nay là các anh có thời gian đọc rồi, tìm hiểu rồi. Thì có cái nào mà chưa hiểu thì sẽ hỏi, tôi sẽ trả lời. Alo, lớp nghe chưa? Vâng, thế thì sau đây ta bắt đầu cái phần thảo luận đi. Các cậu mà có câu hỏi đã chuẩn bị sẵn rồi đấy, thầy nhắc mấy lần rồi đấy. Thì xin mời giơ tay và các thầy sẽ gọi theo cái thứ tự giơ tay để thảo luận. Nào xin mời. Và nếu không ai hỏi gì thì coi như là các cậu ôn thi được thuận lợi cả và chúng ta kết thúc. Lớp ai hỏi gì không ạ? Vâng, xin mời cậu Ngô Minh Quang. Rồi em chào thầy ạ. Thì em một câu hỏi là ví dụ như trong cái điều khiển FOC ấy ạ, thì ví dụ mình điều khiển sinh moment ấy, thì bây giờ moment sẽ là giá trị đặt, thì mình chỉ cần là em lúc em đọc trong tài liệu thì có một cái phương trình mà mình tính được luôn cái moment theo EQDS. Thì ví dụ mà cái ví dụ mà từ thông mà mình giữ là hàng số đi, thì mình chỉ cần ví dụ mình chỉ cần nghe mình cái giá trị đặt của moment ấy, sau mình qua một cái khâu tính toán ra cái EQS, xong mình đặt luôn một cái bộ điều khiển của EQS dạ là đảo đúng không ạ? Tại vì em lúc em đọc trên nhiều tài liệu tư liệu của nước ngoài thì người ta có thêm một cái bộ điều khiển của Moment nữa, xong người ta mới cho ra cái EQS đặt đấy. Có hai cách. Cái thứ nhất, nếu anh dùng cái top control ấy, nhỏ top control thì anh làm đơn giản, anh chỉ đặt moment xong là tự nó ra cái ESQ, nhỏ là tự ra moment. Thế là cái mà gọi là kém nhất. Nhưng mà thường là để top control ấy thì người ta sẽ thiết kế luôn một cái ARM, ARM moment. Thế thì ARM moment nó nằm ở chỗ nào thì nó không nằm ở trong cái biến thần. Đó. Gây go biến tần nó không thiết lập thì anh thiết lập trên controller đấy, tức là nó gây go ở chỗ là trong cái biến tần nó không có cái bộ điều khiển ARM cho anh, mà anh thiết lập ở controller anh bắn xuống. Thế do vậy thông thường người ta chỉ là đặt cái em đặt moment chính là đọc cái đặt cái vào cái phần kín của cái hệ thống. Thế nhưng mà khi đặt moment ấy thì khi mà giảm tự thông, nếu một cái vùng giảm tự thông thì cái lượng đặt moment nó là tính ra dòng điện. Chứ anh đọc lại nhé. Thế do vậy là trong các biến tần thì người ta không chuyên dụng cho một mạch vòng moment. Còn nếu thiết lập mạch moment là controller ở ngoài. Thì controller ở ngoài thì người ta đo bằng cách nào? Đo là đo luôn bằng ước lượng ở trong cái FOC, nó ước lượng ra moment luôn. Đúng không? Nó sẽ bằng là bằng cái hệ số nhân K nhân với EQ nhân SQ nhân với cái phi R. Thế là xong. Thế thì phản hồi về. Cái lượng tác động vào thì nó vẫn là ESQ thôi, vì ESQ nó nhanh. Thế nhưng mà giữa mạch vòng cái ESQ với vòng FR thì bắt đầu thay đổi, là nó tính xen kênh. Tức là ESQ mà thay đổi một cái thì lập tức là nó tác động lên cái chỗ ESD. ESD thì nó làm cho là cái FR cũng thay đổi theo. Nhưng rất may là cái chúng ta có thiết lập một cái hệ thống nó gọi là tách kênh, tức là người ta bù xen kênh, bù luôn vào. Nên là khi ESD mà biến thiên, ta có cái suy động là omega này, e này nhân với ESQ tác động vào cái mạch vòng ESD thì ta bù luôn vào. Nhưng mà vì mạch vòng ESQ của nó rất nhanh, nó chỉ cỡ 10 mili giây, 15 mili giây thôi. Thế trong đó cái mạch vòng FR chúng ta là nó lên tới cỡ khoảng 500 mili giây cơ. Nên là việc cái tác động FR thay đổi trong quá trình của mạch vòng dòng điện thì nó không ảnh hưởng đến FR. Đó. Như vậy là điều khiển moment trực tiếp là điều khiển dòng ESQ nếu mà chúng ta có không FR không giảm. Thế thôi. Thế chúng ta cũng ít khi mà nó điều khiển nó giảm. Thế còn nếu mà tốt speed control ấy thì speed control là mình chính cả cái mạch vòng kín moment là gồm có ESD, ESQ và FR là mạch vòng kín đó, thì mình khảo sát cái tốc độ thì mình đẩy toàn bộ cái đó thành ép kín moment. Cái moment đó thì mình có thể đẳng trị
cỡ khoảng 10 đến 15 mili giây khi bắt đầu mình thiết lập cái mạch vòng tốc độ. Thế bởi vì nãy tôi nói đấy, mạch vòng PR không đổi thì hầu như PR là không có ảnh hưởng, không đổi, đà không đổi. Tại vì nó dài lắm, 500 mili giây. Thế còn cái vòng ISD của nó là chỉ có 10-15 mili giây, như vậy là những biến động của ISD nó giữ quét hết. Nên học lý thuyết gọi là cascade, nó tầng ấy, mạch vòng trong thì nó phải đảm bảo là tần số cắt của nó gấp 10 lần tần số ngoài. Em cũng ta là 15 mili giây mà mạch vòng của cái tứ thông nó cỡ khoảng 500 mili giây, như vậy là thỏa mãn. Những cái nhiễu của mạch vòng trong không ảnh hưởng đến mạch vòng ngoài. Đấy thì tôi giải thích là như vậy. Được chưa? Vâng, em cảm ơn thầy ạ. Thì À. vâng, em hiểu rồi. Em xin hết ạ. Mời người Rồi, khác. cảm ơn cậu Quang. Tiếp theo xin mời cậu Phạm Việt Thành hay là Phạm Viết Thanh gì đấy. Dạ, thưa thầy, em có hai câu hỏi ở phần động cơ xoay chiều không đồng bộ À. ạ. Câu hỏi thứ nhất là trong hệ điều khiển DTC ạ, các van biến tần được đóng cắt theo bảng nhưng điện áp đầu ra biến tần vẫn đảm bảo hình sin mà không cần đến khâu biến điệu bề động xung BVKM là tại sao ạ? À, rồi, câu thứ nhất. Câu thứ hai. Câu thứ hai là tại sao đáp ứng moment của hệ truyền động điện theo DTC lại nhấp nhô? Nó ảnh hưởng như nào tới chất lượng truyền động ạ? À, Em xin hết ạ. là điều khiển direct tốt đúng không? Câu hỏi này là về bản chất đấy. Thứ nhất là cái điện áp stator nó là cái US đúng không? US ở trong bằng là tích phân của cái PS đúng không? À, US. US thì bằng RSIS cộng với DPS DT đúng không? Quy trình US này thì bằng là ISRS cộng DPS. Vậy PS chúng ta sẽ bằng cái gì? Là bằng tích phân của US, vector US trừ đi ISRS đúng không? Được chưa? DT. Vậy cái PS chúng ta ấy là thiết lập một cái quỹ đạo, nó là hình tròn đúng không? Tức là thiết lập một cái hàm tròn này, đừng PS anh dở cái PS ra, nó là một cái thằng mẫu này, sau đó cộng delta trừ delta. Như vậy PS chúng ta chỉ dao động trong PS đặt từ thông ký tự đặt này cộng với delta vượt qua đấy thì nó đi xuống, và trừ delta là tụt xuống dưới nó đi lên. Như vậy PS là hình sin, nếu mà vòng tròn là hình sin đúng không? Vậy tích phân của hình sin thì nó vẫn ra là một hệ hàm điều hòa, là hàm cốt chẳng hạn thế đúng không? Do vậy là cái điện áp của chúng ta không cần là dùng PVKM thì điện áp đặt vào động cơ vẫn sin là một. Nhưng mà nó khác với FOC ở cái chỗ này, FOC thì điện áp đặt vào động cơ là thay đổi theo tần số biến điệu mà sóng mang ấy, tức là cái sóng thì nó biên độ của nó là thay đổi theo cái điểm làm việc. Tần số thấp thì điện áp thấp, tần số cao điện áp cao, nhưng mà DTC thì điện áp luôn không đổi. US nó tính bằng là 2 phần 3 đúng không? UDC nhân với SA cộng A bình phương SB cộng SB cộng A bình phương SC. Đấy, tức là cái giá trị biên độ của điện áp cơ là tần số nào nó cũng là không đổi. Đấy, phải hiểu nó khác nhau chú ý. Đấy là lý do tại sao là US hình sin, bởi US thì bằng đạo hàm. Thế là xong câu hỏi thứ nhất, được chưa? Vâng ạ. Nhìn thấy vòng tròn nhé, đúng không? Câu hỏi thứ hai ấy, tại sao nó nhanh, đúng không? Tại sao DTC nó nhanh? Và thứ hai, tại sao nó lại gì nhỉ? Gọi là nó nhanh là một. Thứ hai là, nãy anh hỏi là Tại sao đáp ứng moment của hệ truyền động điện theo DTC lại nhấp nhô ạ? Nó ảnh à hưởng nhấp nhô, nó sao? nhanh mà nhấp nhô đúng không? Nhanh ấy bởi vì là này, tức là nó chỉ thay đổi đóng cắt thôi, nó thay đổi đóng cắt là giả sử SA chuyển thành SA một chuyển thành không chẳng hạn đúng không, hoặc SB thì không thành một chẳng hạn, thì mỗi lần chuyển mạch như thế thì cái transistor nó chỉ cỡ khoảng độ, nhanh thì nó cỡ khoảng độ vài microsecond. Đóng cắt nó lâu ở chỗ là cái giải tỏa cái dòng điện của mình qua cái diode ngược ấy thôi. Khi mà chuyển vào cái diode ngược nó phải gánh cái dòng ấy, cắt tăng tơ thì diode ngược nó gánh và quá độ một tí, như vậy nó chỉ cỡ khoảng độ vài chục mili giây nó đã giải quyết xong rồi. Do vậy là cái DTC nó nhanh ở cái chỗ là nó chỉ có 2 mili giây thì nó đã phát huy moment ngay động cơ rồi. Đấy là
nó nhanh gấp 5 lần cái FOC. Đấy là ưu việt. Nhưng nhược điểm của nó ấy, bởi vì cái bộ điều khiển, cái bảng đóng cắt DM mà, đúng không? DM ta là đặt là 3 vị trí. Vị trí 1, vị trí 0, vị trí trừ 1. Đúng không? Như vậy là khi mà mình nhảy từ trừ 1 đến cộng 1 thì là nó, thì lập tức moment là nó phải gọi là điều khiển theo cái vị trí thì nó nhấp nhô. Thế thì ở vùng giữa thì không đổi, vùng mà nằm trong cộng trừ delta của cái delta m thì nó không đổi, nhưng mà nó vượt lên thì nó phải chạy theo chế độ là theo dương, vượt xuống cộng 1 và xuống dưới trừ 1. Như vậy điều khiển theo 3 vị trí, chính điều khiển 3 vị trí làm cho moment bị nhấp nhô. Nhưng mà ở tần số cao ấy thì không vấn đề gì cả, bởi vì những cái nhấp nhô như thế thì tần số cao nó là hết, à cái tốc độ cao ấy thì cái quán tính của động cơ nó là đi hết. Nhưng mà anh chạy cứ 1 vòng phút, 2 vòng phút ấy thì nó sẽ bị nhấp nhô luôn, đúng không? 2 phút thì nhấp nhô, mà nhấp nhô như thế thì chúng ta sẽ là bị không ổn định, tốc độ thấp. Thế thì nhưng mà thực tế hiện nay ở trên thị trường bán biến tần DTC, ví dụ của AVB nó gọi là ACS 800, ACS 1000, 1002 gì đấy, thì rất xin nó chạy được cái 1 Hz. Thế thì cái này là bí quyết của hãng. Còn mình mà làm lấy, mình mà làm ra cái bộ thí nghiệm đó thì 7 Hz bị dao động, khi động cơ xuống 7 Hz nó tương đương UF ấy, tức là cứ 5 đến 7 Hz thì đã dao động giật giật rồi. Thế nhưng mà vì hãng người ta có một cái gọi là bảng đóng cắt tối ưu, từ các anh tối ưu, tức là nó làm mềm hóa cái việc là ba vị trí, thì có nhiều giải pháp. Giải pháp thứ nhất là anh dùng M, anh chia nhỏ cái đoạn delta ra, cộng delta và trừ delta, cái vùng mà không ấy anh mở nhỏ rộng nó ra, thì lập tức cái chu kỳ đóng cắt nó sẽ, cái đóng cắt của nó sẽ dịu hơn, nó giảm được. Đấy là cái mà, nhưng mà nó chỉ đạt như thế, nó chỉ đạt được dưới 5 Hz. Thế thì có giải pháp tại sao làm thế nào, thì có nhiều giải pháp là từ bảng đóng cắt người ta chuyển sang PVFM. Đấy là một. Cái thứ hai là người ta tối ưu hóa thì kiểu gì thì không biết. Cái đó là chỉ có hãng biết, còn không ai biết. Chúng tôi chạy là cỡ khoảng 0,5 đến 1 Hz thì chạy ổn định lắm, chả vấn đề gì. Rất tốt. Thế nhưng mà làm thế nào để tốt thì không biết. Là bản quyền của hãng và ổn định rất tốt, thậm chí là hệ thống sensorlit của DTC nó còn tốt hơn rất nhiều đến sensorlit của FOC. Thế nhưng mà nó có một cái dở là hiện nay trên thế giới có 2 hãng cấp DTC thôi, hãng AB và một hãng nữa cũng ở Phần Lan và Thụy Điển là tách từ AB ra. Thế do vậy nhưng mà cái mà bán AB thì những cái nghề, cái ngành cán thép người ta rất cần. Này, những ngành mà cần tác động nhanh, phát huy moment nhanh thì rất cần cán thép, giấy rồi các thứ, rồi những cái hệ thống mà cần điều khiển nhanh, moment nhanh, nhà vùng điều chỉnh nó không sâu thì người ta hay dùng công suất lớn, thế và giá thành lại rẻ hơn. Đấy là một cái mà DTC ưu điểm, nhưng mà cái gì cũng có nhược điểm. Được chưa? Đồng bán chưa? Dạ vâng, em cảm ơn thầy ạ. Tiếp tục. Rồi, tiếp theo xin mời cậu Phạm Viết Vinh. Vâng ạ, chào thầy. Thì em có 2 câu ở phần động cơ không đồng ổ. Có thắc mắc. Câu 11 là nó hỏi sự xen kênh giữa hai mạch vòng dòng điện phản ứng ISQ và dòng điện phần tử hóa ISD thể hiện bản chất vật lý nào của động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha, và tại sao động cơ một chiều lại không có sự xen kênh giữa hai dòng của mạch tử hóa và mạch phản ứng. Câu 12 là ảnh hưởng của mô hình động cơ trong FOC tới chất lượng điều khiển chuyển động. Em cảm ơn. Câu thứ nhất ý, là đối với cái động cơ không đồng bộ FOC ấy, thì cái mô hình động cơ nó là cái mô hình ảo, chứ đừng nói mô hình thật nhé. Vì mình mô tả toán học xong mình đẩy nó vào cái phần gọi là phần ảo.
vậy mình mới tách nó ra để mình tìm ra cái PR. Sau đó thì mình lấy cái IS chiếu lên cái trục, chiếu lên thì chia hai trục, trục D và trục Q. ISD để sinh ra PR, còn ISQ thì là dòng phản ứng, đúng không? Vậy tương đương với dòng với động cơ một chiều thì ta có là cái IF là ra từ thông một chiều và IA là dòng phản ứng. Thứ hai cái là bản chất là giống nhau. Giống nhau thứ hai là hai cái trục này là vuông góc với nhau. Tức là dòng điện là từ thông của cái một chiều ấy thì nó bố trí là giả sử bố trí nằm ngang thì dòng điện cái chổi than ấy thì nó bố trí vuông góc với nó. Do vậy là moment động cơ thì bằng tích vô hướng của phi nhân với y thì bằng phi nhân y nhân với sin của góc đó, thì may sin mình là 90 độ. Vậy động cơ một chiều nó chỉ bằng k phi nhân y, thế là xong. Nhưng thực chất là nó có lắc la lư một tí thì thôi ta bỏ qua nhá. Thì truyền mạch nó có góc trùng dẫn ấy, ta bỏ qua. Thế nhưng đối động cơ xoay chiều thì hai cái từ thông động cơ một chiều nó đứng im, đúng không? Vì từ thông nó cố định, cuộn dây cố định nằm im, và dòng một chiều cũng đứng im, bởi vì sao? Vì nó có chuyển mạch. Vậy là luôn luôn dòng một chiều với từ thông là vuông góc với nhau, nhưng mà hai cái trục đó không chạy. Mà muốn để có cảm ứng thì là phải có từ thông biến thiên thì nó mới cảm ứng được, thế phải chạy, đúng không? Như vậy đối với FOC ấy, thì ta cũng có cái PR và có ISQ, đúng không? Nhưng mà hai trục này thì nó lại quay với tần cái tốc độ góc là omega s. Vậy một trục mà mang cái từ thông mà quay thì chắc chắn là phải cảm ứng sang phía bên kia, đúng không? Cảm ứng như vậy ta có là ISD quay với tốc độ là omega e. Omega tức là nó sẽ là quang đẳng, tức là tốc độ điện này, nhân E là E nhân với ISQ, ISD ảnh hưởng cảm ứng sang trục. Như vậy là cái trục D trục D ấy, thì sẽ cảm ứng hai thứ cảm ứng. Cảm ứng thứ nhất là cảm ứng về cái ISD omega E nhân với E là E làm từ thông. Vậy Y nhân E là phi, đúng không? Và phi mà nhân với omega nữa thì omega nhân với phi chính là gì? Là xích động. Như vậy cảm ứng của cái dòng điện cái từ ISD và omega nhân với E là E và nhân omega ra gọi là E dQ, chúng cảm ứng. Nhưng cảm ứng thứ hai là cái VR nó quay thì nó cảm ứng sang cái trục D trục Q, một cái xích động. Động chính của động cơ đó là E động cơ sẽ bằng PR nhân với omega, đúng không? Không phải omega nhé, nhân omega vì nó cái đó nó bị là tốc độ động cơ là tốc độ rotor là nó bị chậm sau tốc độ từ trường. Ngược lại trục quy nó quay, như vậy là cái trục D mà cảm ứng sang trục quy là thuận theo chiều quay, như vậy ta sẽ cảm ứng đó là mang chiều dương. Nhưng ngược lại cái trục quy thì ISQ cũng quay. Nếu Q quay thì nó sinh ra một cái cảm ứng. Cảm ứng là omega L nhân ISQ cảm ứng ngược lại cái trục D. Do vậy sức động là ngược chiều kim hồ, nó âm. Đấy. Vậy bản chất của hai động cơ đưa động cơ không đồng bộ là về giống động cơ một chiều thì là giống nhau, nhưng mà hoạt động vật lý là khác nhau. Là hai cái trục của động cơ không đồng bộ nó quay. Mà đã quay thì là có là cảm ứng, đúng không? Tức là phải biến thiên từ thông đến quay là cảm ứng, do vậy nó sẽ cảm ứng sang. Đấy là khác biệt giữa hai cái, đúng không? Thế để tránh cái đó thì người ta bắt buộc là để giống động cơ một chiều, người ta phải đặt một cái feed forward để tách kênh, tức là bù cái đó lại. Khi bù rồi thì cộng bù rồi thì giống hết một chiều thôi. Đấy. Vậy khác một chiều ta phải dùng cái bù. Thế thì đối với cái nếu hỏi tiếp nữa, nếu đi sâu nữa thì ta sẽ có là thế tại sao ta lại có cái y phản ứng IA động cơ một chiều là nó sinh ra một sức tự động. Sức động đó nó ảnh hưởng đến là méo chứ không phải cảm ứng. Nó thổi méo cái từ thông chính là VF. Người ta gọi là dòng phản ứng. Mặc dù là tĩnh nhưng vì có dòng điện thì nó thổi nó đi. Thổi đấy thì người ta phải bù bằng cách là gì? Là dùng một cuộn bù tạo ra một sức động bù. Đấy, nó khác với, còn chúng ta không phải trả lời câu đó. Nhưng phải hiểu bản chất vật lý là đối động cơ một chiều là nó có bù phản ứng đấy. Và có cái sen kênh giữa cái dòng điện ấy với từ thông
mà sinh kênh đó là nó không phải là cảm ứng, mà nó vì nó là tích nên mà nó thổi giạt cái tử thông chính của cái tử thông IPF ấy, không còn vuông góc với tử thông dòng phản ứng nữa và nó bị lệch đi một góc. Do vậy người ta đưa quận bù để tạo ra một từ trường ngược lại với cái nó, ngược lại với cái phần FA F phản ứng trong anh vẽ xem đồ motor thì nó khử. Đấy, về hai cái bản chất của hai động cơ giống nhau nhưng mà khác nhau ở mấy điểm. Điểm thứ nhất là đối với EM FOC là có cảm ứng giữa hai trục. À, muốn khử thì ta là phải có cái feed forward bù. Đối với động cơ một chiều nó không có cảm ứng bởi vì hai trục Y và Quy, Y và Phi là đứng im một chỗ. Thế nhưng mà nó lại có một cái phản ứng bằng cách là cái dòng điện IA nó sinh ra FA. FA thì bằng V kép, tức là một quân số, là số vòng dây của cái lúc ý nhân với cái IA. FA đó nó tạo ra một cái phần, cái nó đẩy cái từ thông chính lệch đi một góc. Nó không phải cảm ứng mà nó là phản ứng nó đẩy đi thì làm cho cái từ thông giữa góc phi và cái dòng phản ứng là không còn 90 độ nữa. Do vậy muốn cái đó thì ta lại phải làm giống feed forward ấy, ta lại dùng một cái cuộn bù, ta dùng cuộn bù là bù lại cái phi FA. Hết câu hỏi, hiểu chưa? Alo. Vâng, em hiểu rồi. Còn câu nào nhỉ? Hai câu mà. Còn câu 12 là hỏi ảnh hưởng của mô hình động cơ xong FOC tới chất lượng. FOC thì nó có một cái mà nó gọi là thứ nhất là ảnh hưởng mô hình thì trong đó có LM mà, đúng không? LM là cái từ thông chính, cái điện cảm chính. LM ấy trong mạch vòng tự hóa thì thông thường đối với động cơ của đặc tính từ ấy, thì nó làm được đường cong, cái đoạn cong của cái đoạn cong của cái đấy. Thế vậy nếu mà làm việc ở cái phần chỗ này thì cái đường này, đường đây là phi này, đây là y này, thì cái LM là chính tình cảm chính. Như vậy nếu mà nó đi sâu vào phần phần này, nó đi bão hòa sâu vào đây thì LM lập tức là nó sẽ suy giảm, giảm nữa xuống cả, chứ không phải tôi vẽ hơi ít đấy, xuống nữa. Đấy. Vậy đây là LM. Vậy là cái LM mà nếu anh đưa vào bão hòa, thế vậy là người ta phải giả thiết là mạch từ động cơ chưa bão hòa thì điện cảm chính động cơ nó nằm gần như không đổi, đoạn là cái đoạn đặc tính này, gần đoạn này này, gần như không đổi, nó xuống một tí thôi. Đấy là thứ nhất. Mà LM thay đổi thì sao? Thì toàn bộ những cái hệ thống ảnh hưởng cái mô hình là E là hệ số quy đổi KR cũng thay đổi này, đúng không? KR bằng E L ấy chia cho E L R mà E L sigma ấy chia cho E L thì nó là K là thay đổi. Thứ hai, hằng số thời gian cũng thay đổi, là TR cũng thay đổi, đặc biệt là cái TR. Còn TE thì không thay đổi đâu nhé. TE chúng ta là nó chỉ bằng là sinh động cái mạch vòng, cái nó gọi là hằng số thời gian tản từ rất nhỏ. Nhưng mà E là E trên R E. E là E là từ thông tản. Từ thông tản thì không, cái E là E thì nó sẽ không có cái E là E thì nó sẽ không có cái E là E thì nó sẽ không có cái nó bằng là E là T E chứ, bằng E là E, đằng E là E chia cho E là E thì cái E là E này nó là hoàn toàn là từ thông tản đến cảm tản. Cảm tản là cảm ứng của các cái vòng dây ở phía ngoài, nên là nó không đổi, nó nhỏ lắm. Nên là cái không đổi, chỉ có cái TR. Chỉ có TR. Chỉ có cái TR này. Ta có cái TR này bằng LR chia cho L. Cái LR thì sẽ có bằng là LM cộng L sigma S, đúng không? L sigma S không sợ, nhưng LM biến thiên thì có ảnh hưởng TR.
Và thứ hai là cái đây là ảnh hưởng của nhiệt độ. Thế tại sao cái nhiệt độ RR tính toán nhưng còn RS không tính toán? RR thì nó nằm ở rotor. Mà rotor thì khả năng tản nhiệt, tức là thoát nhiệt của rotor là rất rất ít, bởi vì nó chỉ có đối lưu ở trong động cơ rồi quạt nó thổi, nó truyền nhiệt qua khe ống khí, nó quay nó truyền nhiệt qua 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 cái khe ở, nó truyền ra ngoài vỏ. Vậy RE là biến thiên nhiệt độ cao nhất. Ví dụ ở ngoài mình đo cái vỏ động cơ là 60 độ C, 70 độ C, nhưng mà đong trong ruột của rotor thì nó cỡ khoảng 120 độ C cơ. Vậy cái ảnh hưởng nhiệt độ là điện trở rotor là cao nhất. Còn stator thì nó được tản nhiệt ở phía ngoài, nó ra cái vỏ động cơ rồi thổi gió thổi đi. Với RS thì thay đổi rất ít như RR. Vậy là cái mô hình đó là mô hình của chỗ này. Cái thứ ba là tính cái omega SL, đúng không? Thì nó có thành phần là LM, đúng không? Cũng phải thay đổi. Rồi tính phi R cũng có thành phần là LM, đúng không? Do vậy những cái đó, những cái thành phần này mà có cái đó thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái độ xác. Xong chưa? Vâng ạ, em cảm ơn thầy. Chí nào nó nhảy sau này nó chạy toàn. Thu lại được. Tiếp tục. Có câu hỏi nữa xong chưa? Alo. Vâng ạ. Vâng, em quên mất, em nãy giờ em tắt mic. Tiếp theo xin mời cậu Phạm Văn Đồng đi. Alo ạ. Alo, em chào hai thầy ạ. Vâng. Thầy, em có hai câu hỏi em thầy ạ. Thầy cho em hỏi là câu thứ nhất là trong hệ chuyển động nhiều động cơ ạ, thì những trường hợp nào cần thiết kế điều khiển chia tải ạ? Một. Vâng. Với câu thứ hai là sự kiểu giống và khác nhau trong phương án thiết kế mạch hãm tái sinh cho chuyển động nâng hạ biến tần ở động cơ của ba loại là điện trở, chỉnh lưu resistor với là chỉnh lưu tích cực ạ. Rồi. Thứ nhất là cái thứ nhất là trong nhiều động cơ ấy, trường hợp chia tải, đúng không? Vâng ạ. Thứ nhất là trong nhiều động cơ thì ta có cái liên kết bằng một cái rất là nhiều liên kết, đúng không? Liên kết cứng hả? Liên kết cứng là hai động cơ nó cứng trục với nhau. Thế thì cái đặc tính cơ của động cơ nào mà là cứng thì nó chịu nhiều tải hơn. Động cơ đặc tính cơ động cơ nào mà mềm ấy, thì nó sẽ chịu ít tải hơn. Như vậy là cấp hai biến tần cho hai động cơ thì ta phải đặt một cái động cơ là master driver, tức là chuyển chính, và nó chịu trách nhiệm là speed control. Còn cái động cơ thứ hai thì người ta gọi là slave driver, tức là động cơ đi theo. Thì động cơ là không cần điều khiển tốc độ mà chỉ cần là được phân công chạy với moment bao nhiêu thì người ta gọi là chia tải gọi C phần trăm. Đấy là trường hợp nối cơ cứng nhé. Thứ hai là nối cơ nối qua cái băng vật liệu, ví dụ như thể băng tải, cái tấm chăn hoặc băng vận tải. Thì nếu mà để tất cả speed control cả thì nó sẽ có một cái là có thằng gánh hết, đúng không? Có ông gánh hết, có ông chả gánh cái gì cả. Thế do vậy là người ta phải phân công là một ông đứng đầu trò, là ông ấy là chịu trách nhiệm về tốc độ và sẽ sinh ra một moment nhất định. Còn bao nhiêu người đi theo thì sẽ được phân công theo cái khả năng công suất của anh để người ta chia ra. Người ta là bao nhiêu phần, giả sử có 4 động cơ chẳng hạn thì động cơ chính người ta sẽ giữ là 25%. Còn 3 động cơ còn lại 75% thì 3 động cơ đó người sẽ phân ra xem mỗi động cơ là bao nhiêu.
Đấy là cái mà gọi là phải chia tải. Vậy là chỉ có một cái động cơ chính là speed control và các động cơ sau là torque control. Vậy trả lời câu hỏi nhiều động cơ, trường hợp nào phải chia tải? Trường hợp là nhiều động cơ mà có liên kết với nhau, một cơ cứng, thứ hai những kết băng vật liệu, đúng không? Cùng chạy một cái đó thì phải chia tải. Đấy. Hoặc là trường ép, lô trên lô dưới ép, hoặc lô cuộn. Đấy. Những cái nào mà có liên quan đến công nghệ với nhau thì không thể hai cái đều tốc độ cả. Vậy một cái tốc độ, một cái là moment, thì phải chia tải. Đấy là câu thế được chưa? Dạ vâng ạ. Cảm ơn. Câu thứ hai là gì nhỉ? Câu thứ hai là so sánh phương án thiết kế mạch hãm tái sinh cho chuyển động nâng hạ biến tần của ba loại là động điện, điện trở chính lưu, thí sơ và chính lưu tích cực. Thứ nhất là điện trở ấy. So sánh điện trở thì năng lượng mà đối với động cơ không đồng bộ ấy, mà khi hãm tái sinh thì tôi phân tích rồi là nó vẫn nhận cái công suất phản kháng, đúng không? Là cái phi em mà. Và vì động cơ với tốc độ vẫn quay, đâm ra nó sinh ra biến thành chế độ cơ thành máy phát. Nên xem lại cái đồ thị vector lúc đó là cái sức điện động nó vượt trước là cái điện áp của cái của động cơ phát ra là vượt trước sức điện động. Sức điện động là vượt trước điện áp. Do vậy là nó sẽ đưa năng lượng của cái cơ biến thành điện năng và biến thành máy phát đưa về một chiều. Như vậy tất cả ba cái giống nhau đưa về một chiều hết. Thế thì một chiều này nếu như mà không dập ấy, thì năng lượng nó nạp vào tụ điện, mà tụ điện nó càng nạp càng dâng cao lên ấy, thì đến người ta thường thường là báo là over voltage DC, tức là quá cái điện áp một chiều. Giả sử thì nó đặt là cỡ khoảng độ 700 V một chiều. Đấy thì nó cắt, nó dừng. Thế do vậy phải nghĩ cách là khi mà nó hãm tái sinh đưa về một chiều thì ta phải dập nó đi. Thì có ba cách dập. Dập thứ nhất là đưa điện trở vào. Thế khi mà điện áp mà đưa điện trở vào để dập cái năng lượng cơ thì biến thành nhiệt năng. Thì khi mà điện áp nó dâng lên cái điện dâng lên một giá trị nào đấy thì ta mở cái transistor để vào cho chế độ xung để nó dập năng lượng trên điện trở. Với cái hãm này thì nó có một cái nhược điểm. Nhược điểm là khí, đúng không? Tức là đốt nóng điện trở mà. Đấy, đốt nóng điện trở thì khí. Thế và người ta chỉ có sử dụng là với công suất là không lớn lắm. Vì giả sử nó là khoảng độ 1 MW mà dùng điện trở thì làm thế nào được, đúng không? Tức là thông thường điện trở này nó có 30% công suất, 30% công suất đặt. Nếu mà động cơ là 1 MW thì ta phải dùng điện trở là 300 kW. Đấy, cục điện nhà điện trở. Do vậy là cái điện trở nó dùng rất nhỏ thôi, nó vài chục kilowatt trở lại thì ta dùng điện trở. Hãm có hiệu quả không? Cũng hiệu quả, không sao cả, giá thành thì rẻ. Thế nhưng mà có một trường hợp thế này, nhà sửa trên thủy điện Sơn La, Lai Châu, Sơn La chứ. Khi mà ta hạ cái rotor xuống lắp vào stator, khi bảo vệ mà cái bảo dưỡng xong nhấc lên rồi hạ xuống để đưa vào rotor và stator thì của nó hàng nghìn tấn, anh phải chạy cỡ khoảng từ lắm, cỡ khoảng vài mm/s trên phút, rất chậm. Thế thì đối với hãm thì nó cũng chả vấn đề gì cả. Thế nhưng mà khi mà hãm thì nó tích cái nhiệt nó vào điện trở, tích lâu quá, bởi vì là cái y bình phương r mà nhân với t thì được cái nhiệt lượng của nó phát ra khủng khiếp. Y thì nó vừa phải, E là đầy đủ rồi, nhưng mà T nó dài quá, nó một tiếng đồng hồ. Thì điện trở ta là không thoát nhiệt thì sẽ bị cháy. Thế do vậy là nếu mà hãm đó với công suất mà lâu, thời gian lâu ấy, thì tôi đã nói cho anh rồi là phải có cái một là giải quyết cái nhiệt, tức phải giải phóng cái truyền nhiệt của cái điện trở ra ngoài để cho nhiệt độ của điện trở nó không rơi vào chế độ cháy. Thế thì cái hãm điện trở cũng tốt, chả sao, giá thành rẻ, làm việc cũng tốt. Thế nhưng mà cái việc tác động nhanh thì không có. Bởi vì muốn để đảo chiều ấy, thì hãm ấy lâu lắm, nó phải giải thoát hết từ từ, không thể nhanh được. Vì biến thành nhiệt thì không thể nhanh được. Do vậy người ta phải dùng một cái chỉnh lưu 4Q.
gọi là bốn góc phần tư, thì chỉnh lưu bốn quy nó gồm có hai loại. Một loại là dùng chỉnh lưu tí sơ hai bộ song song ngược. Thì song song ngược đó là khi mà điện áp trên tụ mà vượt lên, lập tức là khóa cái bộ đưa vào và mở cái bộ hãm tái sinh ra, hai bộ ngược nhau. Nhưng mà công suất của cái bộ hãm tái sinh nó chỉ 3-4% công suất chính thôi. Thì cái mạch này thì ở trong cái nhà cái quạt của cái quạt hút, gọi là quạt ID của nhà máy xi măng Bút Sơn ấy, là làm theo cái thiết kế theo cái đó, thiết kế theo cái song song ngược đó. Thế nhưng mà người xét vít thì không cài được, thì cứ bị không cài được vì nó hay bị nảy. Chúng ta bây giờ là lại phải đưa chế độ gì đấy để cứu chữa. Thế thì một số nơi làm nữa không nắm được cái ý sơ song ngược là trả lại đường lưới. Nhưng vì muốn trả lại đường lưới, ta học cái TD một chiều rồi, thì ta phải dừng cái bộ cấp chính xong xuôi thì ta mới phải mở được cái bộ kia. Mà dừng bộ cấp chính thì nó ít nhất nó phải vài chục kỳ lưới, tức là cỡ khoảng độ gần 100 ly giây, tức là đại loại là nó cũng phải cho nó khóa hết thì mới mở, không thì ngắn mạch nổ. Thế do vậy là tác động rất là chậm, không thể tức thời được. Khi điện áp dâng lên một cái, mà nguyên tắc là điện áp của trên cái UDC ấy, nó phải lớn hơn, cái UDC thì nó phải lớn hơn thì nó mới mở, lớn hơn lưới, đúng không? Tức là năng lượng thân bơm vào phải đủ lớn thì nó mới chỉnh lưu ra được, nghịch lưu ra được cái lưới. Do vậy điện áp phải đủ lớn. Thế thì cái việc đó thì nó mở đảo chiều thì nó chậm, tức là hãm tái sinh nó chậm. Do vậy nếu mà một tải tốc độ nhanh ấy, thì không mở kịp thì nó sẽ bị ngắn mạch. Tức là anh không kịp thì nó quá áp, nó nổ. Khi mà đi áp dâng lên nó sẽ một là cắt, thứ hai là bị ngắn mạch. Thì trường hợp này thì đã có một cái hợp đồng làm ở cái cán bộ của công ty của G-Man. Công ty mà làm theo G-Man thì làm nổ ở cái nhà máy nhiệt điện Ninh Bình. Tôi thiết kế là cái đặt đầu bài là dùng chỉ lưu tích cực, thì ông dùng bảo đắt quá, đấu thầu dùng chỉ lưu tí sơ thì bị nổ bao nhiêu lần, vậy tổng số tiền thay thì bằng luôn cái chỉ lưu tích cực. Cái đó là cái hạ của cái gầu ngoại than cực nhanh, huy động công suất là trong một giây nó huy động là 1 đến 200 kW trong một giây, nhanh quá, thế là không kịp, thế là vậy là nổ. Đấy là một cái bài học. Vậy cái chỉnh lưu, những cái gì mà chậm thì được, mà nhanh quá không được. Cái ở nhà máy Bút Sơn cũng nổ là do cái quạt ấy. Do cái quạt hút ID thì nó điều khiển áp suất, áp suất rất nhanh, 1-2 giây nó phải xong. Do vậy là lúc hãm nó bập bềnh, cuối cùng là đóng và cắt bập bềnh, nên nó sẽ gây ra nổ cầu chì, không nổ thì nó không, nó có cầu chì tốc nhanh nó nổ không cài được, đấy là thiết kế sai. Do vậy đối tải mà cần nhanh ý, thì ta không dùng cái chỉnh lưu tí sơ được, mà phải dùng tích cực. Tích cực nó đáp ứng trong cỡ vài mi giây đáp ứng được rồi. Đấy, chỉnh lưu tích cực là một cái chỉnh lưu tăng meter IGBT đấy, nhanh lắm, nó chuyển giống như DTC, chuyển ngay được. Do vậy là, và một cái ưu điểm nữa là chỉnh lưu tích cực ý, thì điện áp của nó hình sin, sóng điều hòa bắn lên lưỡi là rất thấp, nhỏ. Đấy. Chỉnh lưu cực, nếu mà chỉnh lưu cực mà lại dùng đa mức nữa hoặc thì nó chỉ đạt một vài phần trăm thôi, sóng tỷ lệ cái tỷ lệ sóng điều hòa một vài phần trăm. Như vậy là chỉnh lưu cực là nhanh là một, không có sóng điều hòa cốt phi có thể bằng một đấy thì là tốt nhất, nhưng mà nó trả giá là giá thành. Thì trong cái bảng mà tôi chuyển cho anh ấy thì so sánh giữa ba mấy cái bộ loại ấy, là dùng chỉnh lưu tí sơ này, cái bộ lọc bao nhiêu này, giá là 100%, thì chỉnh lưu tích cực là giá của nó hơn 200%, giá nó đắt, đúng không? Thế thì ưu việt của nó là vậy, hiểu chưa? Alo, đi chưa cổ đông? Dạ vâng ạ, em cảm ơn thầy. Vâng, thì tiếp theo, câu hỏi tiếp theo xin mời cậu Nguyễn Tuấn Anh. Thầy, đầu tiên em xin phép là gửi cho thầy Đỉnh hai câu hỏi và thầy Khánh hai câu hỏi ạ. Thì đầu tiên xin phép là gửi câu hỏi cho thầy Đỉnh là em thầy là các cái file câu hỏi tập ấy, thì là bao gồm hai file mới nhất thầy up lên trên team thôi ạ,
hay là chỉ bao gồm cả các cái câu hỏi của các chương khác nữa. Thì phần này em hỏi các bạn thì kiểu cũng các bạn cũng bạn thì bảo này bạn ở kia nhưng mà không rất được. Tức là câu hỏi thi cậu, cậu nhắc lại câu hỏi cái thầy vừa bị lag cái chỗ đấy không nghe được cậu nói gì cả. À, tức là cái các cái file câu hỏi ôn tập ấy thì là nằm trong hai file mới nhất mà thầy up lên team thôi hay là bao gồm cả các chương khác? Tất cả trường cuối vâng. Cái câu cuối cùng là tôi tổng kết những cái mà nét chính thôi, còn tất từng chương một tôi đưa cho là để học đã học cái gì thì hiểu cái đó đúng không? Được vâng. Câu tiếp theo là trong cái file 50 câu hỏi ấy, thì câu 43-44 là nó yêu cầu câu hỏi yêu cầu là cho hệ chuyển động máy nghiền như hình vẽ hay thiết kế logic vận hành và logic bảo vệ ấy, thì câu này có cái bỏ rồi câu bài tập cái bỏ rồi cái bài tập anh làm rồi thì thôi vâng. Nhá cái tôi không cho thi nó liên quan tới chuyên môn mà các anh không có tài liệu đọc vâng. Thêm nữa là câu hỏi về phần tiêu chuẩn thiết kế hệ chuyển động điện ấy, thì có cái cho biến tần ấy thì thầy sẽ được gửi thì thầy gửi cho bọn em đấy ạ. Cái không có một tiêu chuẩn nào cho biến tần cả. Tôi đọc rồi. Em nhớ thầy. Tức là EU thì nó có quy định nhưng mà tiêu chuẩn. Đó. Quy định theo EU thôi. Nó không đưa vào IEC nên tôi không tìm được canh được. Nhưng mỗi một cái thì nó quy định là biến tần nó phải có cái hệ thống. Và bởi vì này bởi vì làm cái chỉ tiêu biến tần ấy thì không thống nhất được với các hãng với nhau, mỗi hãng làm một kiểu. À, bây giờ đưa tiêu chuẩn Trung Mỹ thì là gây go, nhưng mà nó sẽ nằm trong tiêu chuẩn là sóng điều hòa là chắc chắn phải có rồi nhé. Sóng điều hòa của biến của cái bộ biến đổi bắn lên lưới, cải chỉnh của biến tần, tất cả bộ biến đổi bắn lên lưới là tiêu chuẩn có rồi nhé. Đúng không? Nó gọi là EMS đúng không? Là tiêu chuẩn đó là sóng điều hòa bắn lên lưới là bắt buộc tiêu chuẩn. Cái thứ hai ấy, thì biến tần thì theo châu Âu thì nó cành đọc theo từng hãng một. Mỗi hãng là một cái chỉ tiêu, mà EU thì có một chỉ tiêu nhưng không phải tất cả các hãng đều theo cả. Thì cái tiêu chuẩn đó, giả sử tiêu chuẩn nó không thống nhất được, giữa Bắc Mỹ chẳng hạn, thì người ta là 60 Hz, tần số là 60 Hz. Nhật Bản cũng 60 Hz, nhưng mà cũng có 50 Hz. Còn châu Âu thuần túy là 50 Hz. Thế nhưng mà giả sử một người hãng một hãng Siemens của Đức đã muốn làm cho Mỹ thì phải tiêu chuẩn Mỹ toàn bộ là phải 60 Hz. Và điện áp cũng đi theo chứ không phải điện áp là chúng ta là 380-400V đâu. Duy nhất có người Nhật bởi vì hai miền Bắc Nam thì dùng theo hai tiêu chuẩn khác nhau. Do vậy người Nhật thì sản xuất ra là có thể chạy cả 50 Hz, cả 60 Hz. Động cơ rồi các cái công tắc tơ le rồi biến tần là chạy được đầy đủ hết, muốn chạy chế độ nào được đấy là có cái như vậy là quốc tế không ra được tiêu chuẩn chung đúng không, không có cái tiêu chuẩn nào. Thế nhưng mà mỗi một hãng thì nó có một tiêu chuẩn, tôi gọi người ta gọi đó là một cái tiêu chuẩn tự công nhận đấy. Chứ không phải là tiêu chuẩn quốc tế đấy. Không phải là tiêu chuẩn về gọi là tiêu chuẩn về SI, tiêu chuẩn standard của quốc tế. Thế thì khi chọn biến tần thì ngoài công suất, trước tôi nói rồi, cứ ghi rồi đúng không? Công suất này, khả năng khởi động này, tiêu chuẩn biến tần đầu tiên là công suất đã, mà công suất này tính là công suất làm việc dài hạn và công suất khởi động. Khi khởi động động cơ EM thì cần huy động công suất phản kháng rất lớn, do vậy tải nặng thì nó sẽ huy động lâu, do vậy là chọn cờ va không chọn kilowatt. Tức là khi mà khởi động tải nặng thì chọn cờ va. Thí dụ ở động cơ ta là 200W thì ta chọn biến tần 200 thôi, nhưng mà khi động lớn ấy, thì ta phải chọn theo cờ va. Biến tần giả sử nó khởi động nặng thì anh phải chọn đến 300 cờ va. Đấy thì phải quy ra thì chọn cờ va thì liên quan tới gì, là tới cái tụ một chiều là tăng lên. Tụ một chiều tăng lên để huy anh cấp công suất phản kháng cho động cơ. Đấy thì chọn cờ va là thế thôi. Còn dòng điện thì nó trong thời gian ngắn thì không thành vấn đề, nó có thể huy động được. Nhưng mà cái tụ khả năng cấp công suất phản kháng trong thời gian dài thì đấy là khởi động tải nặng. Thì chọn là theo cờ va. Còn nếu mà nó chỉ khởi động vèo cái xong thì ta chọn là kilowatt. Đấy. Phải nhớ như thế để khi anh làm bây giờ khởi động một cái quan tính lớn. Ví dụ anh dùng cái chuyển động cái lô nó to, nó cứ khoảng độ nặng vài trăm nghìn tấn để đường kính được 3 mét chẳng hạn thì khởi động ì lâu lắm. Thế thì nó lên hàng phút mới lên được. Nếu mà lên phút như thế thì cái công suất phản kháng của chúng ta là huy động trong ấy rất nhiều.
hoặc cái máy nghiền ấy, cũng sức phản kháng rất là nhiều. Do vậy người ta phải cấp cái tụ lớn, quy lớn thì tụ. Đấy là một cái mà lưu ý, những cái thì trong ấy có rồi mà tôi lưu ý là cái chọn nó. Được chưa? Em thầy thầy giải đáp cho em câu hỏi nữa là về phương án thiết kế mạch nguyên lý hãm cho các cơ cấu chuyển động biến tần động cơ IM cho trường hợp năng lượng hãm là thế năng. Hãm thế năng ấy mà như tôi nói là cái phương án nó có mấy phương án. Cái hạ tải trọng ấy thì phương án nãy tôi nói là có cả ba phương án đều dùng được cả. Đúng không? Là dùng điện trở này, dùng bộ biến đổi tí sơn xoong ngược này và chỉnh lưu IGBT đều dùng được. Nhưng tùy theo tính chất của cái tải đó. Tải mà hạ với thời gian dài. Ví dụ cái cầu trục tôi vừa giải quyết ấy, tức là một cái cầu trục mà hạ rotor nó hàng tiếng đồng hồ nó mới hạ được xuống. Nhưng mà dòng thì không lớn. Như vậy là chậm thì vẫn dùng điện trở được nhưng phải giải quyết vấn đề nhiệt. Với cái tải tác động nhanh ấy, thì ta phải dùng IGBT. Vì khi mà nó huy động công suất, người ta tính là bao nhiêu kilowatt trên dây. Nếu kilowatt trên dây mà cao ấy, thì lập tức là phải đưa huy động cái IGBT ra thì nó mới giải thoát được nhanh. Thì còn là điện trở là một, hai là cái chỉnh lưu tí sơ là hai, là không đáp ứng kịp. Do vậy khi mà tải hạ tái sinh ấy, thì cần tác động nhanh thì ta dùng IGBT. Tác động chậm thì có thể dùng chỉnh lưu tích cực, chỉnh lưu tí sơ và hãm bằng điện trở. Được chưa? Dạ vâng, cảm ơn thầy ạ. Tiếp tục. Rồi, tiếp theo xin mời cậu Lê Minh Khuê. Dạ vâng, em chào thầy. Alo thầy nghe được không ạ? Rồi, nghe rồi. Dạ vâng, thầy em xin phép thầy và các bạn cho em hỏi ba câu hỏi. Câu đầu tiên là trong hệ chuyển động động cơ nhiều động cơ thì trường hợp nào cần phải thiết kế điều khiển đồng tốc độ hoặc là tỷ lệ tốc độ. Em có thấy phần này trong sách nhưng mà em chưa nắm rõ một tổng quan là khi nào cần thiết kế như vậy, thì mong thầy giải đáp cho em. Thứ hai là em muốn thầy giải đáp về những dạng cơ cấu chuyển lực trong phần cơ chuyển động gồm những loại gì và cần nghiên cứu những thông số nào. Rồi. Dạ vâng. Và câu thứ ba là thế nào là bảo vệ so lệch dọc cho động cơ xoay chiều, trung thế, công suất lớn và nêu nguyên lý bảo vệ của nó. Rồi. Cái nhất định là trong chuyển động cơ khi nào mà cần là đồng tốc độ đúng không? Dạ vâng. Đó. Đồng tốc độ hoặc tỷ lệ tốc độ. Đồng tốc độ ấy, thứ nhất là khi yêu cầu cái tốc độ dài của cái băng vật liệu là bằng hàng số, đúng không? Hoặc là bằng một tỷ lệ. Ví dụ một cái hệ thống chạy dài là 40 chục cái động cơ cán này, thì tốc độ của nó chạy ra thì anh phải đồng tốc độ, không có thì cái anh trước chạy nhanh, anh sau chạy chậm thì nó đứt luôn, đúng không? Một anh rằng anh giữ, thế hoặc là anh trước chạy chậm, anh sau chạy nhanh quá thì nó đùn đẩy lên. Như vậy là để cân bằng khối lượng, hệ thống là biến thiên khối lượng thì bằng đạo hàm biến thiên của khối lượng ấy, thì sẽ bằng là cái lưu lượng của vật liệu đi vào trừ lưu lượng đầu ra. Phải đạo hàm bằng không thì là cái cân bằng khối lượng thì V kép đầu vào, tức là khối lượng tấn trên giờ đầu vào bằng tấn trên giờ đầu ra. Hay nói khác là trên cái băng vận chuyển đó thì toàn bộ hệ thống phải giải thoát về khối lượng vào và ra. Trên băng tải nha, thì anh phải là tốc độ phải bằng nhau, và nhiều băng tải thì anh phải cùng một cái tốc độ. Như vậy là đồng tốc độ là người ta có liên kết với tốc độ dài không đổi. Đấy là trường hợp thứ hai là với trong chuyển cán ấy, với tỷ lệ tốc độ là bằng hàng số. Cái cán nóng ấy, thì nó là đầu tiên cái phôi nó to, xong càng cán nó càng nhỏ. Vậy là cái trục mỗi trục cán người ta có một yêu cầu là thể tích của một cái vật đó đi qua một trục là không đổi. Vậy khi mà cái đường kính cái phôi nó lớn thì nó chậm, thì lúc cái tốc độ chậm. Nhưng mà khi càng nhỏ, giả dụ phi 50, 52 cán xuống phi 8 thì 50 nó chạy chậm thôi, nhưng mà phi 8 chạy nhanh lắm. Bởi vì 50 nó chỉ đi 1 mét thì cái phi 8 là anh phải đẩy bao nhiêu thể tích rất lớn. Do vậy là theo tỷ lệ
càng phía sau tốc độ càng cao. Vậy là V thứ Y cộng 1 trên VI bằng K. Đấy là phải đồng tốc độ theo kiểu như vậy. Đấy, tức là tôi trả lời thứ nhất là phải một là tốc độ không đổi trên cái di chuyển tốc độ bằng hằng số để cân bằng khối lượng của vật liệu. Đúng không? Cái trường hợp thứ hai là tỷ lệ tốc độ không đổi. Đấy, V thứ Y cộng 1 trên V bằng K. Đấy, trường hợp thứ nhất, câu hỏi thứ một là hết được chưa? Alo. Em rõ hơn rồi, cảm ơn thầy. Câu hỏi thứ hai là gì nhỉ? Câu hỏi thứ hai là về những cơ cấu truyền lực trong phần cơ của chuyển động gồm những loại gì và nghiên cứu những thông số nào của chúng ạ? Cơ cấu truyền lực ấy thì có rất nhiều. Mình học rất nhiều thứ. Ví dụ cái xích, đúng không? Hộp số cũng là truyền lực bằng bánh răng, đúng không? Truyền lực bánh răng để quay. Thì cơ cấu truyền lực về ma sát, đúng không? Băng tải đấy, truyền lực qua ma sát, truyền lực qua bánh răng thanh răng, truyền lực do vít me bi, tức là rất nhiều thứ. Nhưng câu này thì sẽ không thi bởi vì cái này nó nặng về phần cơ, để các anh hiểu thôi. Thì trong ý tôi có vẽ một loạt các cái cơ cấu của máy đấy, đúng không? Nó bằng vít me bi này, thanh quay thanh truyền này, mà băng tải này, rồi cái pulley này, đúng không? Cũng là tất cả là truyền lực hết, đúng không? Hộp số này, để bánh xích này, truyền lực ma sát là cũng là nhiều. Như vậy là câu tao biết nhưng mà sẽ không thi câu ý. Thế đỉnh nhớ nhé, không cho vào bài thi câu ý. Vì là cơ. Vâng. Còn cái cuối cùng là cái gì đó, nhờ ba câu mà. Dạ vâng vâng, em vâng ông thầy. Câu thứ ba là thế nào là bảo vệ xô lệch dọc cho động cơ xoay chiều trung thế công suất lớn và hãy nêu nguyên lý bảo vệ của nó. Thứ nhất đấy là xô lệch dọc là gì? Là nguyên tắc dòng điện chảy qua một cuộn dây ấy, thì đầu vào đầu ra hay bằng nhau, đúng không? Anh đầu vào xa to và đầu ra là nó chụm vào nhau. Trên một cuộn dây đi vào cuộn xa to, đi vào cái búi dây một pha chẳng hạn, thì đi ra búi dây cũng phải bằng đi vào. Thế nhưng mà vì là nó có sẽ dòng dò, tức là một cuộn dây nó bị dò cách điện, nó dò ra ngoài bỏ, nó lại không phải là bị thủng cách điện mà nó dò cách điện. Dò cách điện thì nó làm cho là cái dòng điện đầu vào khác với dòng điện đầu ra, vì dòng điện vào thì sẽ bằng dòng điện ra cộng với dòng dò. Vậy thực chất xô lệch dọc là bảo vệ cái dò cách điện, hiểu không? Hiểu câu bản chất không? Dạ vâng. Nó mất một cái dòng đi đâu đấy thì người gọi là dòng dò thôi. Thế thì bảo vệ bằng cách nào? Đấy gọi là bảo vệ là xô lệch, là so sánh sự lệch giữa dòng vào và dòng ra, gọi là xô lệch. Tại sao xô lệch dọc? Bởi vì nó chạy theo chiều dọc, không phải xô lệch ngang. Vì nó có một cái xô lệch ngang ở trong cái lưới điện thì nó có xô lệch ngang. Do vậy để khác biệt cái xô lệch ý thì người ta gọi động cơ là xô lệch dọc, nó chạy thẳng từ trên dưới đầu vào đầu ra. Xô lệch ngang là nó chạy theo đường dây truyền, đường truyền tải thì có xô lệch ngang. Còn truyền tải nó cũng đo cái bị dò thôi, nó đo bị mất cái tiêu tốn trên cái đường dây. Thì gọi là dòng điện, nguyên tắc dòng điện nó chảy thì luôn thay đổi, điện áp thì có thể thụt nhưng mà dòng thì không thay đổi. Nếu mà dòng thay đổi tức là có sự dò mất mát thì ta đo bằng xô lệch. Thì đối với động cơ công suất lớn thì người ta vì điện áp cao dễ bị dò, vì cách điện nó không đảm bảo, do vậy dò như thế thì người ta phải là bảo vệ bằng cách là người ta so sánh giữa hai dòng điện vào và ra. Nếu lệch nhau thì sẽ có dòng dò và báo động, chứ không phải cắt nhé. Báo động để biết được thì có hai cách. Cách nếu có xe lệch dọc được thì người ta thấy là cách điện dòng vỡ nhỏ thì người ta sẽ bật cái sấy tự động, mặc dù là chế độ nóng nhưng mà phải sấy tự động, hoặc là dòng nhỏ hơn dò cho phép thì người ta không sao. Nhưng mà khi mà dò bị dò nhiều quá thì người ta sẽ bị là phải cắt. Đấy. Thế thì cái dò nó dò ở đâu? Dò thứ nhất là dò từ cái búi dây đó, dò với vỏ, hiểu? Nên gọi là dò vỏ. Thứ hai là dò giữa cuộn dây của pha nọ sang pha kia, không phải nó cuốn ba pha tách ra nhau đâu, mà cái nọ vì là dây cuốn xa to là dây cuốn giải, tức là cái nguyên lý của ông Tesla thì ông làm ra cái động cơ không đồng bộ, nhưng mà ông lại dây cuốn tập trung. Vậy khi khởi động thì phải vị trí nó to đúng mới khởi động được. Nhưng mà sau đó một năm thì có một ông khác, ông ấy làm
Thì ông ấy phát minh ra động cơ không đồng bộ, nhưng mà không phải là không đồng bộ bây giờ, mà giống như thể cái BLDC ấy, thì ông dây cuốn đang tập trung, ABC là ba cái tập trung. Vậy cái vị trí rotor của anh ấy là ảnh hưởng rất lớn đến moment khởi động. Vậy cái ông Tesla làm ra thì nó chạy, nhưng mà với cái vị trí rotor không đúng thì nó không chạy, nó không khởi động được. Thế thì có cái ông nào đấy tiếp tục nữa, không biết, người Slaver, cũng là người Slaver giống Tesla, thì ông ấy sẽ là dây cuốn giải. Vì vậy giải ra thì pha A nó sẽ đè lên pha B, mà nó lại đè pha C chẳng hạn, vì đấy giải nó ra thì pha nọ nó giải đè pha kia. Như vậy là dò pha A, B, C, đấy, dò các pha với nhau. Thì người ta phải đo cái dòng dò giữa pha nọ pha kia, thì phải hiểu. Đừng có nghĩ là pha A là độc lập, pha B độc lập. Tất cả động cơ hiện nay, động cơ không xoay chiều thì dây cuốn nó đều giải cả. Đấy. Được chưa? Xin được lệnh dọc. Ok. Dạ vâng, em hiểu rồi, em cảm ơn thầy. Cũng khuê hết câu hỏi chưa? Thế tiếp theo mời cậu Hoàng Kim Chiến. Dạ, em chào thầy ạ. Em thầy thì em có 3 câu hỏi thì muốn hỏi thầy ạ. Câu thứ nhất em hỏi là chuyển động của tở thì thuộc loại chuyển động của thông số thay đổi, và sự thay đổi này thì ảnh hưởng thế nào tới việc thiết kế điều khiển ạ? Câu thứ hai là cái nhược điểm khi mà dùng chuyển động biến tần IM cho bơm và quạt, và khi thiết kế thì ta dùng giải pháp gì để khắc phục cái nhược điểm đó? Câu thứ ba em hỏi là khi sử dụng biến tần IM thì để tiết kiệm năng lượng thì ta cần phải tính đến các yếu tố nào khi thiết kế? Giờ nó nhanh quá, câu hỏi thứ nhất là gì đã? Là câu một là chuyển động cuộn tở thì thuộc loại chuyển động có thông số thay đổi. Chuyển động gì? Cuộn tở. À, cuộn tở. Vâng. Và cái sự thay đổi thông số này thì nó ảnh hưởng thế nào tới việc thiết kế điều khiển? Vâng. Câu động cuộn tở trước nha. Vâng. Cuộn tở thì cái gì thay đổi? Thông số thay đổi. Là moment đúng không? Thì cuộn tở thì cái sức căng của chúng ta là T bằng hằng số, đúng không? Mà cái R của chúng ta là nó cứ tở ra là giảm dần, đúng không? Vậy moment ta là suy giảm theo, vì T, moment bằng T nhân với R, đúng không? Mà T thì sẽ không đổi, mà R giảm thì moment nó giảm. Như vậy là thông số đổi là điều khiển moment là đáp ứng với cái đường kính, là một. Thứ hai là cái moment quán tính, cái G chúng ta ấy, G bằng GD bình phương trên 4, 4 cờ, nếu mà gọi là G là Newton mét dây bình phương ấy. Thì đường kính nó giảm thì lập tức là G nó thay đổi. Và trong đó thì ta phải viết phương trình động học là dG dt. Vậy là tại có mấy hai thông số có R thay đổi làm cho, thế và thứ hai là cái tốc độ dài nó không đổi, cái V không đổi. V không đổi thì omega của động cơ, đúng không? Nhân với R thì bằng V. Như vậy là omega bằng V mà chia cho R, hoặc là omega bằng 2V trên D. Vậy vậy D mà nó giảm thì lập tức là omega là phải gì? Phải tăng lên. Tức là cuộn đường kính càng nhỏ thì ta phải cuộn, ta phải tở nhanh lên. Như vậy nó làm cho điều khiển moment và tốc độ là phải tham thích ứng với cái đường kính, là thứ nhất. Như vậy phải có kênh điều khiển là moment theo T, và thứ hai là phải điều khiển cái tốc độ dài, tốc độ theo V. Cái thứ ba là quá trình động động học thì G thay đổi, người ta phải bù. Đấy. Thế thì thế thôi. Thì còn như vậy là có hai cái thông số cần điều khiển là T và V. Điều khiển T thì ta điều khiển moment, lượng tác động là moment. T là đại lượng cần điều khiển thì lượng tác động ta đặt là moment. Thứ hai là điều khiển V bằng hằng số thì ta phải lượng tác động ta là tốc độ quay. Đấy. Thứ ba là G thay đổi, nguyên có tính thay đổi thì động học quá trình cũng thay đổi. Nếu không làm được cái điều đó thì nó có dẫn đến mấy việc. Việc thứ nhất là cái cuộn tở người ta không chặt, tở nó không đều, lúc nhanh lúc chậm, thì gây ra là nếu mà cái, tức là gây ra là cái đường kính mà nó bị lỏng, lỏng nó bung ra là phế phẩm này. Tức là anh chạy mà T không đổi thì cái cuộn nó bị lỏng, đang chạy căng tự nhiên chạy trùng một cái chậm đi một cái, lập tức cái đường kính kia là nó bị bung, là vậy là nó sẽ nhầu nát cái vật liệu hỏng. Nếu anh làm vải hoặc làm giấy hoặc cái gì đấy thì vật liệu nó sẽ phế phẩm ngay.
Nên do vậy muốn cái điều khiển đó thì ta điều khiển hai cái kênh, điều khiển T, một kênh điều khiển V. Và thứ ba là động học quá trình là phải có cái bù quán tính. Đấy. Thế thì ở trong cái tôi trình bày nó có mấy cấu trúc là hai kênh độc lập, đúng không? Hai kênh độc lập hoặc là T điều khiển riêng, V điều khiển riêng. Thì riêng có một cái thì tôi không biết trình bày không, tức là điều khiển cùng một động cơ điều khiển hai thông số. Thì đối với xoay chiều ấy, thì điều khiển số là khó khăn. Đối với một chiều rất dễ vì từ thông nó độc lập. Thì từ thông thì điều khiển để tốc độ dài, còn dòng điện thì điều khiển sức căng. Thì cái đó thì chúng ta cũng nếu mà tôi có học trình bày thì xin lỗi nghe điện thoại của mình. Alo. Alo, nói nhanh lên tí. Tôi đang bận việc, khẩn trương. Rồi tí nữa 3 giờ cơ hả? Bây giờ mới có 1 giờ rưỡi nhé. Gọi sau nhé, tôi đang lên lớp. Được chưa? Cái quần tở là thế. Được chưa? Được rồi ạ. Câu hai em muốn hỏi thầy là cái nhược điểm khi ta dùng chuyển động biến tần IM cho bơm và quạt ạ. Và khi thiết kế thì ta dùng cái giải pháp gì để khắc phục cái nhược điểm đó? Cái dùng cái quạt và cái bơm ấy thì dùng để điều khiển, không phải bơm mà quạt thôi. Nhỏ, không phải bơm. Dạ vâng ạ. Tức là bơm ấy thôi là bơm được, quạt được. Tức là cái điều khiển bơm và quạt ấy thì cái mà điều khiển nó lại khiển biến tần vào cho động cơ ấy, thì mình hạ tốc độ bơm. Đúng không? Thì rất tốt. Bơm ấy, hạ tốc bơm xuống. Cái đường đặc tính ngoài là giữa cái cột nước và lưu lượng ấy, thì hạ nó xuống thì điều khiển được lưu lượng, đúng không? Thực chất là điều khiển cái quạt là điều khiển lưu lượng ra, mà lưu lượng là tỷ lệ tuyến tính với tốc độ. Ok, được chưa? Thế nhưng mà nhược điểm của cái phương pháp này là không thuộc về cái chuyển động của chúng ta mà thuộc về cơ cấu. Thứ nhất là nếu bơm ý, anh hạ tốc độ sâu quá thì không đủ áp suất để đẩy. Tức là cái áp suất trên đầu bơm nhé. Anh hạ tốc độ xuống, thông thường người ta cỡ tốc độ xuống cỡ khoảng độ 50% là gây go rồi. Cái áp suất đầu bơm với tỷ lệ anh bơm ra thì nó không đẩy được nước đi. Do vậy thông thường người ta chỉ điều khiển là cỡ khoảng xuống 1/3 thôi. Cái trên đi xuống 1/3 thôi. Thì đùa để đều áp suất. Đấy là một cái là nhược điểm thứ nhất, là nó hạn chế cái vùng điều chỉnh áp suất của nước ấy. Thì hạn chế thứ hai ấy, là cái bơm ấy, thì anh mà hạ tốc độ càng xuống ấy, thì hiệu suất bơm càng giảm. Vì anh điều khiển để tiết kiệm năng lượng thì lập tức là hiệu suất thấp. Đúng không? Tôi có anh dở cái slide tôi chiếu là tôi vẽ hiệu suất. Tính toán ra là hiệu suất nó giảm từ 0.85 xuống 0.6. Nếu anh giảm đi 50%. Đấy. Thế thì điều khiển để tiết kiệm được 30% thì mất tổn thất. Mất 30% thì bằng 0. Như vậy là nhược điểm của cái đó là phải thứ nhất là vùng điều chỉnh để đảm bảo cột áp. Cái thứ hai ấy, là cái hiệu suất của bơm nó như thế nào. Đấy. Thì để tiết kiệm năng lượng, để điều chỉnh lưu lượng thì người ta phải tính đến cái đó. Đấy. Chứ đừng có nghĩ là tiết kiệm năng lượng là cứ thế mà chơi được. Phải so sánh phương án làm điều khiển đến đâu và cái hiệu suất, cái thu lợi nhuận chúng ta là do tiết kiệm được bao nhiêu thì ta mới đầu tư. Thì vừa rồi là cứ bảo đầu tư 3 năm hoàn vốn, cuối cùng tính ra là chả bao giờ hoàn vốn cả. Vì cái hiệu suất nó thấp quá. Cái hợp đồng làm việc ở cái Dung Quất làm cái bơm xuất diesel từ trong kho ra ngoài biển để xem thấy là hiệu suất còn có 0.6 thế đấy là không làm được. Thế nhưng mà cứ hàng làm rồi thất bại không làm được. Đấy là một ví dụ. Và áp suất đầu bơm ấy là nó quan trọng lắm. Đẩy một cái dung dịch đi thì áp suất ở đầu anh phải đẩy, anh phải áp suất đầu ra bơm ấy phải rất lớn mới đẩy được đi được một cái quãng đường. Một là đẩy lên cao, hay là quãng đường dài. Nếu không có chênh áp lớn thì không thấy lượng nó giảm. Đấy là một cái mà lý thuyết. Đấy là về bơm. Thứ hai về quạt ấy. Quạt thì cái quạt nó có hai cái quạt. Quạt là quạt đẩy thổi vào, gọi là FD, Forced Draft. Thì cái quạt đẩy vào thì nó không quan trọng lắm. Mình cứ đẩy nó không phải điều khiển, nó là cấp vào đi theo không khí. Giờ sẽ đốt cháy thì nó cấp vào theo nhiên liệu.
Nhưng quạt đầu ra mới là quạt khó, tức là quạt inductive, tức là quạt ID, tức là quạt làm giảm áp suất. Về điều khiển áp suất thì nó rất nhanh, trong công nghiệp áp suất là nhanh nhất. Hai là mức hát là cũng nhanh. Điều khiển là nó chỉ 1-2 giây thôi. Tức là trong cái điều khiển công nghiệp mà 1-2 giây là quá trình mà nhanh lắm. Tức là áp suất mà ta hút một tí là áp suất âm luôn. Thế thì cái quạt thì công suất lại lớn, cỡ 1-2 mê. Cái dịch quan tính nó rất lớn, cái gen rất lớn. Như vậy là muốn điều khiển, tôi là ví dụ một cái quạt ID của nhà máy xi măng nặng 100 hàng nghìn tấn và đường kính là 3 mét. Thì tắt điện để nó dừng ấy, đến khoảng độ 3 mấy tiếng, 2 ngày nó mới bắt đầu đứng yên được. Vậy quan tính nó khủng khiếp. Như vậy anh điều khiển để giảm tốc độ thì rất khó khăn. Tăng tốc độ chậm mà trong đó yêu cầu của cái áp suất thì nó chỉ 1-2 giây thôi điều khiển xong. Như vậy là dùng điều khiển quạt hút thì chúng ta phải, nó có nhược điểm là điều khiển tốc độ sẽ chậm. Nên là người ta phải kết hợp giữa điều khiển tốc độ và cái damper. Phải chấp nhận damper sẽ là điều chỉnh tinh, còn điều khiển inductor là điều khiển quá trình thô, tức là điều khiển khoảng công suất bao nhiêu thì dừng, sau đó là nhấp nháy điều khiển xung quanh cái điểm làm việc đó thì dùng cái damper, thì damper nó nhanh lắm, anh lắp một cái là lưu lượng nó giảm ngay, áp suất nó giảm ngay tức khắc. Như vậy là nhược điểm của biến tần với động cơ IEM cho quạt là quan tính lớn, vậy nó sẽ không đáp ứng được với áp suất trong vùng điều khiển áp suất. Hết. Ok chưa? Dạ vâng ạ. À, em còn một câu nữa này, em muốn hỏi thầy là cái yêu cầu chuyển động của cơ cấu trần cán nóng thì gồm những vấn đề gì và cái giải pháp để ta thiết kế? Cán nóng cái thứ nhất là nãy tôi nói là cán nóng là càng cán thì cái đường kính nó càng nhỏ, đúng không? Thì ta phải tăng cái tốc độ dài, tỷ lệ tăng lần sau theo có cái là thể tích của một cái thì thích một cái phôi ấy, nó chạy qua một cái trục cán không đổi, mà thể tích thì bằng đường kính nhân với cái chiều dài đấy, đúng không, nhân với gì nhỉ, diện tích đáy mà nhân với cái chiều qua đấy. Thế thì đường kính mà càng nhỏ ấy thì tốc độ dài nó phải càng cao. Do vậy là yêu cầu cán nóng là theo tỷ lệ tốc độ VI cộng 1 trên VI bằng K. K đó là theo khoảng cách từ đây đến kia theo đường kính. Cái thứ hai ấy, là cán nóng nó không phải lúc nào nó có phôi nó chạy. Hết cái phôi là phôi 200 kg, nó chạy từ đầu đến cuối, nó chạy được khoảng bao nhiêu thời gian thì nó hết rồi nó cho phôi khác vào. Do vậy là khi bắt đầu một cái trục thứ y ngoạm phôi trục thứ đang chạy trục y và trục y cộng 1 là chuẩn bị ngoạm phôi, thì khi ngoạm phôi thì y cộng 1 nó tụt áp, bởi vì cán thì đặc tính cơ nó phải mềm chứ không thể cứng được, vì ta nối với nhau ta cứng cái thì nó đứt ngay. Do vậy là sụt áp xuống. Do vậy là yêu cầu là trong tôi giảng ấy, là cái trục thứ y mặc dù là tỷ lệ thế, khi bắt đầu chuẩn bị ngoạm phôi vào nâng tốc độ lên một tí, nâng tốc độ đặt một tí, chạy tăng lên một tí, khi vào phôi ta tụt xuống thì vừa đấy, tức là yêu cầu đồng tốc độ là lúc ngoạm phôi. Là trong cái bài là tôi vẽ cái dao động, cái đường có hai cái đường dao động là cộng trừ đấy. Thế thì cái đó là cái mà nó có mấy giai đoạn ngoạm phôi của trục thứ y, thì y cộng một là phải đón được cái phôi nó vào. Nếu mà để nguyên, cứ để tự động tự nguyên nó làm thì nó bị tụt xuống, mà tụt xuống thì cái phôi thứ y nó sẽ đẩy, đang chạy tốc độ cao đẩy thì bị trùn phôi. Như vậy y là y cộng một nâng lên một tí để nuốt được cái phôi đi, thế xong lại quay về để đồng tốc độ với cái VI. Thế y cộng hai là cũng phải như vậy. Như vậy đây là có hai cái quan trọng nhất mà trong cán nóng ta phải thực hiện. Ok. Dạ vâng ạ, em cảm thấy cán nóng là khó chỉnh lắm rồi. Cậu Chiến hết câu hỏi chưa? Dạ em hết rồi. Vâng, tiếp theo mời cậu Hoàng Việt Long. Dạ em chào thầy ạ. Thì hôm nay em có một câu hỏi muốn thầy giải đáp, đó là muốn thầy giải đáp kỹ, đó là cái câu hỏi là sự tương đồng và khác nhau của điều khiển sinh moment của động cơ FOC và động cơ STM. Động cơ gì? Của động cơ không đồng bộ 3 pha. FOC và động cơ kích từ vĩnh cửu STM. STM đúng không? PM đúng không? Thứ nhất là giống nhau, cũng là điều khiển vector đúng không?
Động cơ EM và động cơ kia là cũng điều khiển vector là giống hệt nhau, cũng phải tách ra cái cũng là tạo ra một cái trục D, trục Q, một cái mô hình động cơ ảo để tạo ra một cái từ thông kích từ cho một trục, cho kích từ một trục cho phản ứng, giống một chiều. Thế nhưng lại khác nhau ở cái chỗ là đối với động cơ năm châm bính kiểu thì ta có sẵn PF rồi, không phải tìm cái sinh ra, không có mô hình sinh ra PF. Còn động cơ là cảm ứng EM là phải tạo ra một dòng điện sinh ra là phi kích tử. Đấy là còn hai cái trục thì nó cũng quay, cũng cảm ứng hệt như mô hình toán học nhau, nhưng mà nó khác cái là cái phi của động cơ PR của động cơ không đồng bộ là phải tạo ra. Còn động cơ xoay chiều 500 bính kiểu là có phi rồi. Đúng không? Thế thì nó có cái phi rồi thì nó sẽ có một cái nó gọi là phản ứng và nứng đấy. Tức là khi S mà chiếu lên trục trục D và trục Q, trục Q sinh ra dòng phản ứng không sao cả, chẳng gì. Nhưng mà trục D sinh ra một cái dòng SD thì nó trợ từ cho cái S, làm cho cái phi D ấy, thì nó sẽ bằng phi kích từ cộng với phi SD, mà phi SD bằng LSD nhân ISD. Nó tăng kích từ lên, mà tăng kích từ lên thì sức điện động nó quay thì sức động nó tăng lên. Như vậy là nếu điều khiển với IS mà có ISD thì ta phải dè chừng là điện áp không đủ. Hiểu không? Vì điện áp ta thiết kế điện áp định mức, giờ em ta lớn điện áp thì nó không chạy. Do vậy là người ta phải điều khiển dòng ISD bằng không. Như vậy là giống động cơ một chiều ở chỗ là đây giống động cơ một chiều, đây giống động cơ một chiều ở chỗ đấy SPM nhé, chứ không phải IPM, IPM đâu. Động cơ một chiều ở chỗ là mạch kích từ là nằm trong những kiểu cố định, còn là không đổi. Còn mạch phản ứng là chính là dòng cái dòng Stator là IA, là chính là dòng IS. Nên thường thường là điều khiển từ thông đổi thì người ta sẽ điều khiển là ISD bằng không. Nhưng mà khi muốn giảm từ thông ấy thì một chiều ấy, thì một chiều và cái động cơ cảm ứng là chiều ấy thì ta giảm cái dòng cấp điện áp cấp vào thôi. Nhưng mà đối với động cơ EM và động cơ SPM ấy, thì ta phải tạo ra dòng ISD để giảm dập từ thông. Lúc đó thì cái dòng IS là nó phải lệch sang bên này gọi là bên trái của trục tung đi, trục quy đi, để cho tạo S âm. S âm thì tạo ra cái phi D của ta sẽ bằng là phi F trừ đi LSD, ISD trừ một sự suy giảm. Thế thì thông thường thì người ta suy giảm không nhiều đâu, vì giảm nhiều quá thì nó có vướng hai vấn đề. Tức là cứ giảm mãi ở cái phục ký thì thế nào nó cũng nhu tư, vì anh cứ khử từ ở trong cái nam châm ấy thì người ta không giảm lớn. Cái điểm thứ hai, nếu anh giảm nhiều quá thì lập tức là cái dòng IS nó vượt trước US. Giảm nhiều quá IS nó vượt trước US. Thì giảm thế như thế thì lập tức là máy điện SPM trở thành điện dung, bởi vì cái dòng nó vượt trước áp chế độ điện dung, mà chế độ điện dung là không hợp biến tần nguồn áp. Do vậy lúc ý ta phải chuyển chế độ làm việc của biến tần nguồn áp trở thành biến tần nguồn dọc. Tức là nó phải lai chuyển chế độ nguồn dọc, phải điều khiển thế nào đấy để anh có thể dẫn được dòng khi mà đi áp âm, đi áp của nó đang âm mà dẫn được dòng qua cái đó. Thế thì nó chế độ điện dung thì với biến tần nguồn áp thì rất khó, phải chuyển chế độ thành nguồn dọc. Đấy là một cái, còn chuyển thế nào thì nó nhiều nghiên cứu lắm. Như vậy là anh mà suy giảm nhiều quá là anh sẽ bị vượt thì nó âm. Đấy. Thì người ta vẫn làm được, không sao cả. Hiện nay thì ví dụ những cái inductor mà làm cho cái hệ thống điều hòa này, người ta vẫn chỉnh chế độ online giữa nguồn dòng nguồn áp. Mà làm kiểu gì đấy thì tôi cũng chỉ biết là làm được, còn làm thế nào các hãng người ta không làm không nói. Vì cái may nén của nguồn áp thì khi mà tải nó nhẹ thì lập tức là tốc độ nó cao. Đấy. Thì anh phải suy giảm. Vì cái may nén của chúng ta là cũng là SPM đấy. May nén của điều hòa là cũng là động cơ đồng bộ 500 bính kiểu hoặc là động cơ
Hỏi trên ô tô cũng thế, ô tô điện người ta cũng giảm. Như vậy là giảm nhiều quá thì chúng ta phải nghĩ tới cái chuyện là máy điện nó chuyển chế độ điện dung, mà điện dung là phải điều khiển đến tần như thế nào cho phù hợp. Ok. Dạ vâng, cảm ơn thầy. Vâng, còn ai hỏi gì nữa không ạ? Đã cũng thảo luận được hơn một tiếng rồi. Còn ai hỏi gì nữa không? Vâng, mời cậu Khương Duy. Dạ, em chào thầy. Dạ vâng, thầy cho em hỏi một chút về cái điều khiển cho động cơ STM ạ. Thì giả sử là mình điều khiển trong cái hệ tọa độ đồng bộ với 20 vòng điều khiển là tốc độ và dòng điện thì mình phải có được cái dữ liệu của góc pha của từ thông trước. Thì thầy cho em hỏi là cái khi mà mình khởi động thì cái góc pha ấy mình có thể tức là mình có thể đóng trực tiếp điều khiển vào rồi cái cảm biến của mình có thể đo được luôn cái góc pha ban đầu, hay là mình phải có một cái kỹ thuật nào để mình xác định cái góc pha ban đầu trước ạ? Vâng, em xin nhé. Cái khác nhau giữa động cơ cảm ứng EM và động cơ là 500 kiểu. Động cảm ứng ấy thì khi đóng điện vào thì nó cảm ứng sang tự nhiên xác định cái điểm cực, hiểu không? Sinh pha của rotor cứ cảm ứng cái nó xác định vì nó có sinh ra cái gì đâu. Do vậy đúng cỡ EM ấy thì mình đóng điện 3 pha vào thì vị trí rotor của nó, như là lúc của ông Tesla làm ấy, thì ông là dính quân tập trung ảnh hưởng vị trí rotor, nhưng mà khi dạy dính quân quảng thì nó không ảnh hưởng vì nó cảm ứng là cảm ứng đều. Thế do vậy là đối với động cơ EM thì là cái việc xác định pha bao nhiêu rotor đầu sau nhé, đặt vị trí nào khi đóng điện thì nó sẽ ra cái pha đó, chứ không phải quy định cái thanh dẫn này thuộc pha A. Vậy là cái pha cực từ pha của cái pha của rotor là nó do stator, bất cứ vị trí nào đóng điện cái nó sẽ ra luôn cái đó, nó cảm ứng sao. Ngược lại đối với động cơ 500 vĩnh cửu ấy thì nó phụ thuộc vào điểm cực. Đó. Rotor nằm ở đâu thì cái vector phi F, cái phi F chúng ta nó nằm ở đấy. Bây giờ mình đóng điện vào mà không có cái giá trị đó thì mình sẽ có một cái dở hơi ở chỗ là khi có phi F vào mà khi nó quay nó sẽ cảm ứng, có khi là mình đặt ở cái vị trí là điện áp pha nó dương nhưng mà cái EA của ta mà quay nó âm, vậy ta sẽ có điện áp cái sự động của pha A đó thì sẽ gần bằng gấp 2 lần cái điện áp được cộng một cái sự động, cộng đó lớn quá nó sẽ bị cháy động cơ. Do vậy là đối động cơ đồng bộ thì bắt buộc phải xác định điểm cực, cái vị trí của cái nam châm ở chỗ nào, thì vị trí đó thì người ta mới tính toán là mở cái pha nào cho hợp, chứ không phải là cứ mở thoải mái như động cơ không đồng bộ. Vậy là vị trí đỉnh cực của động cơ nam châm vĩnh cửu là cần phải xác định. Thế thì làm nào đo vị trí, ta có cái ampere đo được vị trí, không vấn đề gì cả. Thế nhưng mà nhiều cái là không đo được, ví dụ cái máy nén điều hòa nó không đo được, là không có làm nối vào trong vì nó ngoáy ở phía trong, không đo được đỉnh cực của cái rô của cái nam châm ở trong máy nén, cũng là dùng động cơ cũng là động cơ PM mà. Vậy làm nào đo được đỉnh cực, thế thì người ta phải dùng phương pháp gọi là trước khi khởi động test một cái cho nhích đi một độ thì lập tức ta phát hiện đỉnh cực nó ở đâu thì ta bắt đầu mới đưa chế độ vào đấy, tức là ta phải nhận dạng đỉnh cực. Như vậy là nếu không đỉnh cực thì ta phải nhận dạng đỉnh cực. Nhận đỉnh cực là một kỹ thuật cũng khó khăn nhưng mà đơn giản đấy, cũng phải nhận dạng đỉnh cực. Thế thì thông thường động cơ mà nằm đo được thì thông thường người ta ngày xưa người ta có hai cái, người ta đầu tiên cái năm 90 thì người ta làm cho một cái động cơ ấy. Người ta làm ra một cái động cơ y hệt như thế, nằm đầu trục cực từ như nào là nằm đúng như thế. Do vậy đo thì nó quyết định, cái thằng ấy nó quyết định là mở tăng tơ pha nào, thời điểm nào. Sau đó thì cái đó nó gần giống như resolver, tức là giống như thể là đo cái đỉnh ở chỗ nào này. Sau đó là đến encoder dùng hai thứ. Nhưng sau này người ta tích hợp hai cái vào một thành một cái đo vừa vị trí cực và vừa vị trí xung. Đấy. Thì phải xác định, bắt buộc xác định cực. Thì giả sử cái điểm cực nó ở điểm này thì ta mở ở pha nào giá trị dương, pha nào giá trị âm,
để cho nó đúng. Thì sao cho là ta có UA trừ EA bằng IAERA cộng E là IAIT. Đấy. Đấy là một cái mà chúng ta để cần tuân theo. Nếu mà không mở thì rất gay gò nha, thì nó sẽ nổ luôn. Có một cái thí nghiệm ở trên là nổ mầm, cháy thử nổ mầm nha, bộ môn không xác định đỉnh cực là nổ cháy luôn, cả mạch lực bay luôn, không xác định cực. Như vậy là khác nhau ở chỗ là phải có đỉnh cực. Một là đo trực tiếp, hai là nhận dạng, như giống cái điều hòa người ta nhận dạng, lắc một cái, chỉ lắc một tí thì biết cái đỉnh cực ở đâu, bắt đầu mở luôn chỗ nào đi theo luôn. Đấy là cái vì tăngeter nó thắt rất là nhanh, mở rất là nhanh, vậy cho một cái lắc một cái ta biết hết. Dạ thưa thầy ạ, thì theo em hiểu ý thầy là mình sẽ, tức là mình có thể dùng ngay trực tiếp cái encoder để mình xác định cái góc khi mà khởi động luôn, còn tức là mình sẽ ở vị trí home đo được. Dạ vâng, tức là mình sẽ người ta có thuật toán để với cái encoder người ta có thể tính ra được cái vị trí đỉnh cực. Đấy thì thực chất là ta phải dùng resolver, hiểu không? Dạ dạ vâng. Resolver tức là đo cái vị trí đúng cực. Thì ngày xưa ta làm hai thứ, một cái là đo một cái máy phát 500 bính kiểu bé tí này, cũng ba pha, thì cái đó nó ở đâu thì nó quay mà nó biết ngay, hiểu không? Tức là đỉnh cực chỗ nào ta chỉ ngay ở cái đỉnh, tức là đo đỉnh cực, đo cái nui, đấy, cái nui ta đo cái đỉnh của cái rotor. Thế thì còn ăn cũng đơn là anh phải có cái thuật toán nhận dạng ra cái đỉnh cực, hiểu không? Nó có hai cái đo là resolver và encoder, thì ta tích vào nhau thành resolver encoder là một. Đấy thì hoặc là absolute encoder để trời biết là phải xác định đỉnh cực, mà không có thì phải ước lượng bằng nhận dạng, được chưa? Để anh mở cho cái pha cho nó đủ phù hợp, nếu mở không đúng thì nó sẽ một cái dương một cái âm thì ngay gọn. Dạ vâng, em hiểu rồi, em cảm ơn thầy ạ. Rồi mời câu hỏi tiếp theo đi. Còn cần nào hỏi gì không ạ? Thì chúng ta kết thúc nhé. Trước kết thúc thì thầy có mấy câu như này. Được, em mời thầy. Thứ nhất ý, là thầy chúc lớp thi cái đạt kết quả cao. Được chưa? Vì học thầy rất nhiều thứ, nhưng mà học với cái mục tiêu là ta tiếp thu được cái nhiều kiến thức để đi làm. Điểm là một vấn đề thôi, nhưng mà phải học được nhiều thứ. Thì cái môn mà canh vừa học ấy, thì canh nếu mà anh chịu khó thì anh thu hoạch được rất nhiều thứ mà trong chả sách vở nào nói cả, hiểu không? Bài giảng mà sau này nó sẽ là một cái tài liệu rất quý giá, để cái kiến thức quý giá để canh đi làm. Những bài học thực tiễn mà tôi cũng va vấp, tôi cũng làm truyền đạt canh hết rồi. Cái điểm thứ hai cũng phải tính những cái điểm kết quả thi, đúng không? Nhiều kiến thức mà thi không được thì gây go. Do vậy cái thi thì bắt buộc chúng ta phải có tiêu chuẩn. Thì hỏi lớp xem là cái tiêu chuẩn tôi đã chuyển các anh chưa? Hỏi lớp trả lời để nghe. Tài liệu về tiêu chuẩn. Cậu Khương Duy trả lời giúp thầy câu đây cái. Các cậu đã nhận được các cái bộ tiêu chuẩn mà thầy Khánh gửi chưa? Cái này là em ấy thưa thầy ạ. Em chỉ rồi để hỏi các thầy rồi chứ em không. Tôi không gửi có... rồi. Ok, thế cậu Ngô Minh Quang đi, cậu Ngô Minh Quang đang học ôn thi môn này. Trả lời giúp thầy xem nào. Thì thầy mới chỉ gửi một cái bản về tiêu chuẩn quốc tế và Việt Nam, trong ấy em đọc thì có cái bản vẽ rồi. Tất tất cả, đúng không? Có cái IP chưa? Có cái IP rồi. Ừ, đấy, đọc cái mà hiểu nhá. Nó có cái bảng tra chỉ đọc có 5 phút là ra thôi. Có tiêu chuẩn về nhiệt chưa? Cấp bình điện đấy. Có, cấp bình điện nó có rồi. Có tiêu chuẩn IMC chưa? Mấy cái IMC. Sóng điều hòa ấy. Có rồi. Ở đấy, do vậy là có thiết kế cái trường điện ấy, thì thứ nhất là quan trọng nhất là cái động cơ.
Giả sử có một câu hỏi là giả sử động cơ làm việc biến tần thì yêu cầu thiết kế theo tiêu chuẩn nào? Trong cái quan trọng nhất thì quan trọng nhất là cấp cách điện, đúng không? Được chưa? Thế thứ hai, giả sử cái tiêu chuẩn IP nó là cái gì? Tiêu chuẩn môi trường ấy. Đấy. IP, giả sử hôm trước tôi hỏi là IP54, thế nào là IP54? Thì các anh phải mở ra đọc đi. Tất cả câu hỏi đều câu hỏi nào cũng có tiêu chuẩn quốc tế để thiết kế. Hỏi một tiêu chuẩn thôi. Thứ ba, tiêu chuẩn sóng điều hòa, đúng không? Sóng điều hòa bậc phần trăm là ba tiêu chuẩn cực kỳ quan trọng trong thiết kế chuyển động. Còn tiêu chuẩn bản vẽ thì các anh phải chú ý khi làm, thì tôi cấp cho các anh cái bản vẽ về nhiều cái công trình mà nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, rồi nhiều cái thiết kế cho các hãng. Tôi thấy vào là các anh không theo tiêu chuẩn nào, Việt Nam không đúng, quốc tế không đúng. Đấy, như vậy là tiêu chuẩn bản vẽ này, tiêu chuẩn tất cả, vì chúng ta là hòa nhập rồi, mình làm cho Việt Nam cũng như quốc tế rồi, như vậy là phải theo tiêu chuẩn. Vì tiêu chuẩn Việt Nam thì CVN cũng cập nhật cũng tương ứng với tiêu chuẩn quốc tế. Thế thì thông thường người ta hay dùng cái tiêu chuẩn là được công nhận, thì tiêu chuẩn Việt Nam thì là theo tiêu chuẩn quốc tế được công nhận. Đấy. Thế do vậy tôi cấp cho các anh là nó là theo tiêu chuẩn TCVN là bao nhiêu, thì tiêu chuẩn quốc tế là IEC hoặc tiêu chuẩn JIT hoặc gì đấy vân vân là bao nhiêu, thì nó có hết trong ý rồi. Thì quan trọng là hỏi cũng đơn giản thôi. Thế thì trong bài thi thì sẽ có ba câu hỏi, thầy đỉnh sẽ ra ba câu hỏi, bắt buộc phải có một câu hỏi tiêu chuẩn. Nên các anh mở ra, nếu không có thì phải nhắn cho tôi cấp cho nhá. Được chưa? Lại phải chuyển cho các anh luôn. Vậy ba câu hỏi thì mỗi câu là tương đương với nhau là 30%. Thế tại sao mà ta có 90 phút thì mỗi một câu hỏi là 30 phút. Vậy là ta nhận vào thì, nhưng mà tổng số câu bài thi thầy đỉnh sẽ quyết định. Thì nó sẽ nằm trong giải trong những cái ta học rồi. Thì câu một cái câu mà rất cố định là về tiêu chuẩn. Về tiêu chuẩn gì thì thể đỉnh sẽ ra, đúng không? Ngắn thôi, không phải dài, tất cả tiêu chuẩn nó dài lắm, đúng không? Thế nhưng cũng phải nói là thế thì khi vận dụng tiêu chuẩn đó thì tiêu chuẩn nào, đúng không? Tại sao phải dùng tiêu chuẩn đó? Thì có hai cách phải hiểu được là vận dụng nó và ý nghĩa của việc vận dụng đó để đi thiết kế. Đấy là phải chú lưu ý cái phần tiêu chuẩn. Một cái thiết kế mà không mở đầu là phải xem tiêu chuẩn, xem người ta theo tiêu chuẩn nào. Không, mình nhắm mắt mũi làm người ta chả biết là thế nào, người ta hiểu. Vậy cái ngôn ngữ thiết kế của anh người ta không biết. Đấy, cho nên là các anh, nên tôi đặt câu hỏi là đi thầy đỉnh là câu nào cũng có chữ tiêu chuẩn. Vậy các anh phải học cái tiêu chuẩn cho nó kỹ. Thế còn những cái mà còn lại thì nó liên quan toàn bộ câu hỏi thi và câu hỏi vừa rồi, thì các anh có đáp án hay chỉ mở xem thôi, đúng không? Đấy, thế cũng không khó khăn đâu, bởi vì chúng tôi cũng chuyển hết những cái rồi, hỏi các anh hỏi thì trả lời hết rồi. Đây cũng là kết thúc, thì sau đây thầy đỉnh thầy có nói thêm nói, tôi sẽ cuối cùng là chúc lớp thi kết quả cao nhất. Mà thường là lớp tôi dạy là ít khi có người được 7 điểm lắm, toàn 8 điểm trở lên, điểm A hoặc A trừ thôi nhá. Còn các anh làm thì tôi không biết, chắc là học trực tuyến thì học online thì nó sẽ không tiếp thu được chưa? Vâng, thế em cảm ơn thầy. Vâng, bây giờ thầy đỉnh có dặn dò cái gì thì thầy dặn dò nhá. Vâng, chắc là các cậu đã biết hết lịch thi rồi. Thì chúng ta sẽ thi vào ngày 20 tháng 2. Biết là kíp mấy, thầy cũng chưa xem lại. Kíp 2 nha. Được chưa? Kíp 2, chúng ta sẽ thi từ 9 rưỡi, thì đề nghị là lớp có mặt từ 9 giờ. Sau đó là sẽ thời gian là điểm danh và phát đề. Đề cũng sẽ phát qua assignment và thu bài qua form như mọi khi. Được chưa? Rồi, nếu không ai hỏi gì thêm thì chúng ta kết thúc ở đây. Cảm ơn thầy Khánh, cảm ơn các cậu. Hẹn gặp lại ở buổi thi. Rồi, chào lớp nhá. Kết thúc. Hôm nay nhìn thấy thầy chưa? Chắc không nhìn thấy. Đó, các bạn vẫn đang nhìn thấy đấy thầy ạ. À, nhìn thấy à? Vâng. Học từ đầu 8 rồi mới nhìn thấy thầy. Hôm trước tôi quên không bật camera lên. Rồi. Thôi. Chào toàn bộ nhá. Chúc thi tốt nhá.
nhớ là phải cố gắng từ tối thiểu phải 7-8 điểm trở lên nhá. Dạ vâng, em cảm ơn hai thầy ạ. Em chào thầy ạ, em chào thầy. Chào nha. Em chào thầy ạ. Em chào thầy. Vâng, rồi chào cả lớp.